Thần y trở lại, Ngô Bình. Chương 281, trấn án Hoàng Tuyền. Ngô Bình tiếp tục quan sát Đông Phật Tiên Sinh thì thấy vẻ bề ngoài của ông ấy đã có sự thay đổi rõ rệt, trước đó trông ông ấy khoảng 30, sau thì 50, nhưng giờ thì lại khoảng 40. Đây chính là hiện tượng đặc biệt của cảnh giới địa tiên, mỗi tuổi tác sẽ có một diện mạo khác nhau. Ngô Bình mừng rỡ nói, chúc mừng sư phụ. Đông Phật Tiên Sinh mỉm cười nói, mọi thứ thuận lợi cũng nhờ mấy viên tiên thạch của con, chúng có chất lượng cực tốt nên đã giúp ta nhiều. Dược tiên vui đến mức rơi lệ, anh vất cả tu luyện cả trăm năm, cuối cùng cũng đột phá rồi. Đông Phật Tiên Sinh đỡ tay Dược tiên rồi dịu dàng nói, bao năm qua, em cũng khổ vì anh nhiều, giờ anh sẽ dẫn em đến Côn Luân. Dược tiên tử gật đầu, được. Ngô Bình vội hỏi, sư phụ, người đi luôn bây giờ ạ? Đông Phật Tiên Sinh cười nói, chưa, ta sẽ ở lại thêm mấy hôm nữa. Nói rồi, ông ấy đưa hai viên tiên thạch còn lại cho Ngô Bình rồi nói, con cầm lấy, chờ khi nào đột phá cảnh giới địa tiên thì dùng. Ngô Bình cất tiên thạch đi rồi nói, sư phụ, thì ra người còn có thể dẫn người khác đến Côn Luân cùng ạ. Đông Phật Tiên Sinh, một tu sĩ cảnh giới địa tiên có thể dẫn theo tối đa 3 người đến Côn Luân. Ta quyết định sẽ dẫn Hồng Lăng đi, môi trường ở đó thích hợp cho sự trưởng thành của cô bé. Hồng Lăng nghe thấy phải đi thì không vui nói, sư phụ, con muốn ở cùng với sư huynh. Ngô Bình vội khuyên nhủ, Hồng Lăng, phải nghe lời sư phụ chứ, ở đó thích hợp cho em tu luyện hơn. Và lại, đến Côn Luân rồi thì vẫn về được mà, đúng không ạ? Đông Phật Tiên Sinh gật đầu, vẫn về được, nhưng phải được cho phép. Nghe thấy thế, Hồng Lăng mới giãn cơ mặt ra một chút rồi nói, thế cũng được ạ. Đông Phật Tiên Sinh vỗ vai Ngô Bình, tư chất của con không kém gì Hồng Lăng đâu, nhưng con còn vướng nhiều việc trần tục nên ta không thể đưa con đi được. Xong, ta sẽ thường xuyên đến thăm con. Ngô Bình cười nói, ở đó có món gì ngon hoặc trò gì hay thì người nhớ mang về cho con nhé. Đông Phật Tiên Sinh cười lớn nói, được. Đông Phật Tiên Sinh tiến vào cảnh giới địa tiên là một chuyện vui lớn, Ngô Bình lập tức báo cho Đại Sư Huynh và Nhị Sư Huynh. Hai người đó biết tin xong thì vừa mừng vừa ngạc nhiên. Sau đó bỏ hết mọi việc rồi chạy đến ngay. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Rạng sáng, Diệp Thiên Tông và Dương Mộ Bạch đã đến nơi, vừa gặp Đông Phật Tiên Sinh là họ đã cúi đầu hành lễ. Tình cảm thầy trò sâu đậm, Đông Phật Tiên Sinh nói, Thiên Tông, ta sẽ đến Côn Luân nên tất cả tài sản bên ngoài giao cho con quản lý nhé. Thật ra cũng không có gì nhiều đâu, nhưng có còn hơn không? Nếu các sư đệ của con có việc cần dùng tới thì cứ chia cho chúng nó. Còn không thì cứ giữ đó rồi làm từ thiện cũng được, tu vi của con cao nhất nên nhớ bảo vệ các sư đệ và quản lý đám tiểu bối cẩn thận. Diệp Thiên Tông gật đầu, vâng, con nhớ rồi ạ. Đông Phật Tiên Sinh quay sang nói với Dương Mộ Bạch, sư đệ đã chữa khỏi tâm bệnh cho con thì con sẽ nhanh chóng đột phá thôi. Không có ta ở đây, con phải hỗ trợ sư huynh và phát triển môn phái nhé. Dương Mộ Bạch, sư phụ yên tâm, con nhớ rồi ạ. Cuối cùng Đông Phật Tiên Sinh lại vỗ vai Ngô Bình, con còn ít tuổi nhưng lại có con đường tu hành riêng, ta cũng chưa truyền cho con gì cả, sau này nếu con khai tông lập phái thì cứ dùng tên của mình, chắc chắn thành tựu của con sẽ vượt xa ta. Ngô Bình cười nói, sư phụ quá khen rồi ạ. Diệp Thiên Tông mang rượu ngon tới, sau đó bốn thầy trò ngồi uống với nhau tới khi trời sáng bảnh. Khi mặt trời lên cao, Ngô Bình chợt nhận được điện thoại của Nhiếp Sơn Hà, anh giật mình, không lẽ đã gom đủ đồ rồi ư? Nhiếp Sơn Hà nói, cậu Ngô, tôi đã gom đủ những thứ cậu cần, khi nào thì bắt đầu được. Ngô Bình tốt, tôi đang ở huyện Thanh Sơn, ông đến đây đi. Kể ra cũng trùng hợp, núi Long của Hoàng Tuyền lại ở ngay huyện này. Đông Phật Tiên Sinh nghe thấy đường Hoàng Tuyền thì hỏi, chuyện gì thế? Ngô Bình không giấu giếm mà kể lại mọi việc luôn, mấy người đó nghe xong thì đều biến sắc mặt. Diệp Thiên Tông nói, sư đệ, sao đệ sơ xuất thế, chuyện lớn thế này mà giờ mới nói. Ngô Bình, sư huynh bình tĩnh, giờ em nói cũng đã muộn đâu. Nhiếp Sơn Hà đã gom đủ đồ rồi, em có cách để phong ấn con đường ấy lại mà. Đông Phật Tiên Sinh gật đầu, được, dẫu sao ta cũng ở lại thêm mấy hôm nữa, chờ con xử lý xong chuyện này rồi ta mới đi. Nhiếp Sơn Hà hành động rất nhanh, khoảng 9 giờ sáng là ngồi trên trực thăng rồi đáp xuống khoảng đất trống ở thung lũng rồi. Ông ta vừa xuống máy bay thì đã nhìn thấy Đông Phật Tiên Sinh và các đệ tử của ông ấy. Nhiếp Sơn Hà chấn động, vội vàng đi tới bái chào, chào các vị tiền bối. Ngô Bình, đây là Đông Phật Tiên Sinh sư phụ của tôi,
còn đây là Diệp Thiên Sinh và Dương Mộ Bạch, hai vị sư huynh của tôi. Nhiếp Sơn Hà cũng là người lõi đời nên đương nhiên đã biết đến thanh danh của ba người này, ông ta vội nói, chào Đông Phật Tiên Sinh, ông Diệp và ông Dương. Diệp Thiên Tông, được rồi, không cần khách sáo nữa. Phụ đường Hoàng Tuyền không phải chuyện chơi, ông dẫn đường đi, chúng tôi sẽ đi cùng. Nhiếp Sơn Hà đồng ý rồi đi ngay, cả đoàn người ngồi lên trực thăng rồi bay lên núi Long. Trực thăng bay chừng nửa tiếng, Ngô Bình đã nhìn thấy một dãy núi hình rồng ở bên dưới, anh ngạc nhiên nói, địa thế đẹp quá, đúng là Long Mạch có khác. Nhiếp Sơn Hà thở dài, ai mà ngờ cao nhân thời xưa lại mượn Long Mạch này để trấn áp đường Hoàng Tuyền chứ. Nếu biết trước thì đánh chết tôi cũng không dám xây mộ ở đây đâu. Chẳng mấy chốc, chiếc trực thăng đã đáp xuống một khoảng đất lộn xộn, rõ ràng nơi này đang được khai phá, nhưng sau đó thì bị lấp lại, tại đây vẫn còn nhiều công cụ vứt lung tung. Diệp Thiên Tông liếc nhìn rồi cười lạnh nói, Nhiếp Sơn Hà, dã tâm của ông cũng lớn đấy, dám xây mộ ở đây, quy mô còn to thế này nữa. Nhiếp Sơn Hà cười trừ, ông Diệp, tôi biết lỗi rồi mà. Đường Hoàng Tuyền phải được trấn áp, không thì sẽ có đại họa. Diệp Thiên Tông, giờ mới biết sợ à? Ngô Bình vội nói, sư huynh, cách của em chỉ trấn áp con đường này cỡ trăm năm thôi, thế được không nhỉ? Diệp Thiên Tông gật đầu, đành vậy thôi chứ sao, bọn anh muốn làm vậy còn không được nữa là. Đông Phật Tiên Sinh đi quanh nơi đó một vòng rồi hỏi, còn ai biết chuyện này nữa không? Nhiếp Sơn Hà lắc đầu, tôi chỉ nói cho một mình cậu Ngô biết thôi, vì sợ cao thủ tà đạo mò tới. Đông Phật Tiên Sinh gật đầu, thế thì tốt, Ngô Bình, sư phụ sẽ trông chừng xung quanh cho con. Để tránh có người quấy rầy, con cứ dốc toàn lực đi, nhất định phải trấn áp con đường này lại. Ngô Bình gật đầu, sư phụ yên tâm ạ. Đến Đông Phật Tiên Sinh cũng không biết cách trấn áp con đường này, vì thế không thể giúp gì cho Ngô Bình ngoài việc trông chừng xung quanh cho anh. Nhiếp Sơn Hà ở lại, Ngô Bình sai gì thì làm nấy. Ông ta lấy hết những thứ đã chuẩn bị ra, còn Ngô Bình thì bày bố đại trận phong ấn. Diệp Thiên Tông quan sát từ xa rồi cười nói, tiểu sư đệ cái gì cũng biết. Đến đại trận cổ cũng tinh thông luôn. Dương Mộ Bạch, sư huynh, chính sư phụ còn nói không truyền được cái gì cho cậu ấy mà. Từ đó đủ thấy học thức của cậu ấy uyên bác đến cỡ nào rồi. Nếu em đoán không nhầm thì tiểu sư đệ đã có duyên kỳ ngộ và có được truyền thừa từ thời tiền sử. Diệp Thiên Tông, anh cũng nghĩ thế, may mà cậu ấy là tiểu sư đệ của mình, chứ ở bên tà môn mạt đạo thì gay gâu. Trong lúc nói chuyện, Diệp Thiên Tông chợt nhìn chăm chú lên phía trước rồi lạnh giọng nói, anh bạn đến rồi thì lộ diện đi chứ. Chương 282, Quỷ Vương Trương Tây Linh. Một cậu bé mặc quần áo màu đỏ rụt tè thò nửa cái đầu ra khỏi cái cây rồi nói, chú ơi, cháu sẽ ra, nhưng chú đừng đánh cháu nhé. Diệp Thiên Tông ngẩn ra nói, bé con, một mình cháu chạy vào nơi rừng sâu núi hoang này làm gì? Cậu bé trông chỉ khoảng 4, 5 tuổi, lúc bước đi còn khập khiễng. Sau đó khóc toáng lên, cháu chơi bịt mắt bắt dê với các bạn, cứ đi mãi rồi đến đây lúc nào không hay. Cậu bé vừa nói dứt câu thì có một con rắn độc bò ra rồi cắn vào bắp chân, cậu bé hét toáng lên rồi ngồi xuống đất khóc nức nở. Diệp Thiên Tông hoảng hốt rồi nhấc chân đá bay con rắn, sau đó quan sát tình trạng của cậu bé. Bắp chân cậu bé xanh đen, chỗ dấu răng còn đang chảy máu, Diệp Thiên Tông cúi xuống, định hút máu độc ra. Đúng lúc này, cậu bé chợt giơ tay lên rồi đánh vào gáy ông ấy. Cậu bé không dùng nhiều sức, nhưng toàn thân Diệp Thiên Tông đã cứng đờ rồi nằm im dưới đất. Dương Mộ Bạch giật mình rồi hét lên, mày dám, ông ấy bước lên rồi tung chưởng về phía cậu bé. Xong, cậu bé đã rút một con dao ra rồi đặt lên cổ Diệp Thiên Tông, sau đó nở một nụ cười vô cùng cay nghiệt, nói, ông mà bước tới thì tôi sẽ giết ông ta. Dương Mộ Bạch khựng lại. Sau đó lùi bước rồi nhìn cậu bé bằng ánh mắt căm thù, mày là ai? Cậu bé nhếch mép cười, ông có biết Thiên Độc Đồng Tử không? Dương Mộ Bạch biến sắc mặt, mày là Thiên Độc Đồng Tử ư? Cậu bé mỉm cười nham hiểm, xem ra ông cũng biết nhiều đấy nhỉ, nếu biết rồi thì mau quỳ xuống chịu chết đi. Dương Mộ Bạch hừ lạnh nói, Thiên Độc Đồng Tử bị người ta đánh chết từ 30 năm trước rồi cơ mà. Cậu bé hớ hững nói, tôi chỉ bị thương thôi, nhưng trong họa gặp phúc. Sau khi ngã xuống sông đã vào được một thủy phủ, tôi đã tu luyện ở đó rồi đột phá đến cảnh giới võ thần. Dương Mộ Bạch sầm mặt nói, mày muốn thế nào? Thiên Độc Đồng Tử lạnh giọng nói, tôi muốn ông chết. Đông Phật Tiên Sinh đang ngồi điều hòa hơi thở trên một tảng đá cách đó mấy cây số, đột nhiên ông ấy mở mắt rồi nhìn chăm chú vào tảng đá lớn ở phía đối diện.
Một vị hòa thượng cao lớn bước ra từ sau tảng đá ấy, da hắn đen nhẻm, nhìn giống người Ấn Địa, bên hông còn dắt một con dao, hắn cười híp mắt đi về phía Đông Phật Tiên Sinh. Đông Phật Tiên Sinh bình tĩnh đứng dậy rồi nhìn người đó đăm đăm, hòa thượng Suraya. Suraya gãi đầu rồi cười nói, đã 50 năm tôi mới xuất hiện mà ông vẫn nhận ra ư. Đông Phật Tiên Sinh bình thản nói, hòa thượng Suraya, ông đột nhiên xuất hiện ở đây là có ý đồ gì? Hòa thượng Suraya hừ một tiếng, tôi làm gì phải báo cáo với ông chắc, nói rồi, ông ta rút đao ra, một luồng sát khí bén nhọn nhanh chóng ập về phía Đông Phật Tiên Sinh. Đông Phật Tiên Sinh bình tĩnh nói, ông nên lùi lại rồi gọi kẻ đứng sau lưng ông ra đây. Hòa thượng Suraya nổi giận, ý ông là tôi không giết được ông hả? Ông không phải đối thủ của ông ấy đâu. Một người đàn ông trung niên bước ra khỏi tảng đá, ông ta có vóc dáng mập mạp, để râu lún phún. Ông ta mặc áo phông màu đen, tay đeo đồng hồ vàng, sau đó phe phẩy cái quạt xếp màu đỏ, mắt ông ta híp tịt lại khi cười. Lâu rồi mới gặp lại Đông Phật Tiên Sinh, ông vẫn khỏe chứ, ông ta mỉm cười chào hỏi. Đông Phật Tiên Sinh nhìn chăm chú vào người đàn ông trung niên đó rồi dùng mình nói, Trương Tây Linh. Người đàn ông cười phá lên, 50 năm không gặp mà ông vẫn nhớ tôi nhỉ, hơn nữa ông còn đột phá lên cảnh giới địa tiên rồi, chúc mừng nhé. Đông Phật Tiên Sinh thoáng trầm mặc nói, Trương Tây Linh, có gì thì nói thẳng đi, ông đến đây làm gì? Trương Tây Linh bình thản nói, ông Kiều, ông nổi tiếng hơn tôi, nhưng nếu đánh nhau thì tôi đảm bảo sẽ cho ông bị thương nặng đấy. Vì thế tốt nhất ông đừng có xen vào chuyện của tôi. Đông Phật Tiên Sinh hừ lạnh nói, nếu ông đến vì đường Hoàng Tuyền thì tôi buộc phải ngăn cản. Trương Tây Linh cười lớn nói, thế thì tốt rồi, tôi đến vì một người, chứ không phải đường Hoàng Tuyền. Ai, Đông Phật Tiên Sinh cau mày hỏi. Người có thể trấn áp đường Hoàng Tuyền, nghiên cứu về trận pháp của người này rất cao siêu, giáo chủ của chúng tôi muốn mời cậu ta đến giúp, Trương Tây Linh nói. Đông Phật Tiên Sinh lắc đầu, không được, người ông muốn mời chính là đồ đệ của tôi. Trương Tây Linh tỏ vẻ ngạc nhiên, đồ đệ của ông ư. Ông ta ngẫm nghĩ rồi nói, ông Kiều, tôi đảm bảo cậu ta sẽ được an toàn. Đông Phật Tiên Sinh vẫn lắc đầu, tôi không tin lời đảm bảo của ông. Hơn nữa Hắc Thiên Giáo của các người làm gì cũng tuyệt tình, tôi không muốn đồ đệ của mình tham gia với các người. Trương Tây Linh dựng lông mày lên, ông Kiều, tôi đã xuống giọng với ông rồi, nếu ông không thức thời thì tôi đành dùng tới vũ lực vậy. Đông Phật Tiên Sinh bình tĩnh nói, ông thử xem. Bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng, hai tu sĩ cảnh giới địa tiên đối đầu với nhau. Đột nhiên mặt đất rung chuyển, như có một thế lực lớn mạnh nào đó chèn ép, cảm nhận của hai người đều rất rõ ràng. Đông Phật Tiên Sinh sáng mắt lên, ông ấy biết Ngô Bình đang mượn long mạch để trấn áp đường Hoàng Tuyền. Trương Tây Linh cũng tươi cười nói, đúng là cao thủ trận pháp có khác. Ông ta vừa nói dứt câu thì đã có một bóng người vụt qua rồi đứng cạnh Đông Phật Tiên Sinh, đó chính là Ngô Bình, anh hỏi, sư phụ, họ là ai vậy ạ? Đông Phật Tiên Sinh đáp, thi vương Trương Tây Linh, thiên hạ vô địch về thuật điều khiển xác chết. Người kia là Hòa Thượng Suraya, cũng là một cao thủ nổi tiếng đã lâu. Trương Tây Linh cười nói, cậu bạn, giáo chủ của chúng tôi muốn gặp cậu, để thỉnh giáo mấy vấn đề về trận pháp, cậu đi cùng tôi nhé. Đông Phật Tiên Sinh lạnh giọng nói, tôi đã nói rồi, đồ đệ của tôi sẽ không đi đâu hết. Trương Tây Linh lạnh mặt nói, họ Kiều kia, ông không nể mặt tôi đúng không? Ngô Bình liếc nhìn thì thấy hình như tu vi của Trương Tây Linh còn hơn cả sư phụ mình, anh vội nói, sư phụ, chỉ là giúp họ về trận pháp thôi mà, để con đi. Đông Phật Tiên Sinh lắc đầu, không được, Hắc Thiên Giáo là kẻ thù của chính đạo, họ rất độc ác, đã hại rất nhiều người vô tội, con đi sẽ gặp nguy hiểm. Ngô Bình ngoái lại nhìn Đông Phật Tiên Sinh rồi nói, sư phụ, nếu họ đã tới mời con đến giúp thì chắc sẽ có chừng mực. Trương Tây Linh cười nói, đúng vậy, giáo chủ của chúng tôi luôn yêu quý các nhân tài, nhất định sẽ không bạc đãi cậu đâu. Đông Phật Tiên Sinh thoáng do dự, sau đó nhìn Trương Tây Linh chằm chằm, Trương Tây Linh. Nếu Hắc Thiên Giáo dám động tới một sợi lông của đệ tử tôi thì Kiều Bộ Tiên tôi sẽ san bằng cả môn phái ấy. Trương Tây Linh cau mày, họ Kiều kia, ông không phải dọa tôi biết ông sắp đến Côn Luân rồi, vì thế tôi cũng không muốn dây vào ông đâu. Ông yên tâm, chỉ cần tôi còn sống thì không ai dám làm gì đệ tử của ông đâu. Đông Phật Tiên Sinh nhìn Ngô Bình, anh nói, tôi có đôi lời muốn nói với sư phụ, sau đó sẽ đi với các người. Dứt lời, hai thầy trò đi ra một góc khuất. Đông Phật Tiên Sinh trầm giọng nói, sao con liều lĩnh thế, Hắc Thiên Giáo rất độc ác, có thể con sẽ chết ở đó đấy.
Ngô Bình cười nói, sư phụ, nếu họ đã thỉnh giáo con về trận pháp thì ít nhất tạm thời con sẽ được an toàn. Hơn nữa, Hắc Thiên giáo này là nhóm tội phạm bị truy nã cấp SS+, tôi muốn nhân cơ hội này để tiếp cận với họ. Đông Phật tiên sinh, con lấy đâu ra tự tin thế hả? Nhớ gặp nguy hiểm thì sư phụ không đến kịp để cứu con đâu. Ngô Bình nhìn ngó xung quanh rồi nhỏ giọng nói, sư phụ, Hắc Thiên giáo tìm con thì chắc chắn đã phát hiện ra động tiên nào đó, cho nên họ mới muốn nhờ con phá cấm chế hộ. Đông Phật tiên sinh tỏ vẻ ngạc nhiên, động tiên ư? Ngô Bình gật đầu, khả năng cao là thế, con đã từng đến một động tiên rồi, nhiều cơ quan lắm, đến lúc đó, ai sống ai chết vẫn chưa biết được đâu. Chương 283, sổ ghi thù. Kiều Bộ Tiên ngẫm nghĩ rồi nói, được rồi, nhưng con phải nhớ cẩn thận, tính mạng là quan trọng nhất, nếu thấy có gì bất ổn là phải chuồn ngay. Ngô Bình, sư phụ yên tâm, con biết rồi ạ. Hai người quay lại chỗ cũ thì phát hiện Dương Mộ Bạch và Diệp Thiên Tông cũng đang ở đây. Ban nãy, khi Thiên Độc Đồng Tử chuẩn bị ra tay thì nhận được tin của Trương Tây Linh nên đã chạy ngay tới đây, Dương Mộ Bạch và Diệp Thiên Tông cũng đi theo. Sư phụ, tiểu sư đệ, hai bọn họ đi tới. Ngô Bình nói, hai sư huynh, bây giờ em phải đi với ông Trương này rồi. Diệp Thiên Tông hoảng hốt nói, sư đệ, không được đâu. Kiều Bộ Tiên, Thiên Tông, Ngô Bình biết mình phải làm gì, con không cần ngăn cản nữa. Sau đó, ông ấy nhìn Trương Tây Linh, tôi cảnh cáo ông thêm một lần nữa, nếu đệ tử của tôi có làm sao thì tôi sẽ lấy mạng ông đấy. Trương Tây Linh thoáng run sợ, hai bọn họ là người cùng một thời đại, ông ta biết rõ tư chất của Đông Phật Tiên Sinh nổi trội hơn mình, lý do Đông Phật Tiên Sinh chưa thể tiến vào cảnh giới địa tiên là bởi đã nhường tiên thạch cho một người huynh đệ kết nghĩa, không thì ông ấy đã đột phá từ cả trăm năm trước rồi, chứ không phải bây giờ. Tôi lấy nhân cách ra để đảm bảo tiểu đệ tử của ông sẽ an toàn, câu nói này là một lời hứa. Kiều Bộ Tiên gật đầu, tốt, tôi tin ông một lần. Trương Tây Linh mỉm cười đi về phía Ngô Bình, chúng ta đi thôi. Ông ta đi trước dẫn người, Thiên Độc Đồng Tử và Hòa Thượng Suraya đi cuối, tất cả cùng xuống núi. Nhìn Ngô Bình đi xa dần, Diệp Thiên Tông lộ vẻ lo lắng, sư phụ, lời nói của lão ma đầu Trương Tây Linh không đáng tin đâu. Kiều Bộ Tiên bình thản nói, kệ nó đi, số mệnh của sư đệ con khác người bình thường, càng nơi nguy hiểm thì nó càng dễ tìm thấy duyên kỳ ngộ. Dương Mộ Bạch ngạc nhiên nói, sư phụ đã xem tướng cho sư đệ ạ. Kiều Bộ Tiên nhìn về phía Nhiếp Sơn Hà đang tập tễnh bước tới rồi nói, Nhiếp Sơn Hà, ông nói xem có đúng không? Nghe thấy thế, Nhiếp Sơn Hà vội gật đầu, tôi cũng có chung quan điểm với Đông Phật Tiên Sinh, vận mệnh của cậu Ngô khá kỳ lạ. Càng gặp nhiều khó khăn thì cậu ấy càng tỏa sáng, thành tựu sau này sẽ rất rạng rỡ. Dương Mộ Bạch vui mừng nói vậy là tiền đồ của sư đệ rất rộng mở ư. Nhiếp Sơn Hà trầm mặc một lát rồi nói, vận mệnh này thuộc kiểu càng nguy hiểm càng phát triển, nếu có thể thuận lợi vượt qua thì không có gì để nói, nhưng nếu thất bại thì... Kiều Bộ Tiên, Ngô Bình sẽ vượt qua được hết. Nhiếp Sơn Hà gật đầu nói, đúng đúng, tiên sinh nói đúng. Dứt lời. Ông ta lấy một tờ chi phiếu ra rồi đưa cho Diệp Thiên Tông bằng hai tay rồi nói, ông Diệp, đây là chi phiếu 200 triệu, là quà cảm ơn của tôi tới cậu Ngô, của ít lòng nhiều ạ. Diệp Thiên Tông đương nhiên không khách sáo, được, tôi sẽ nhận thay cậu ấy. Nhiếp Sơn Hà, chuyện về đường hoàn tuyển ông phải giữ kín, tuyệt đối không được cho ai biết. Nhiếp Sơn Hà vội nói, vâng, tôi nhớ rồi. Ở một phía khác, Ngô Bình và Trương Tây Linh đã xuống núi, nhưng họ không đi xe mà đi bộ. Tu vi của ba người này đều rất cao nên họ trèo đèo lội suối cũng như đi đường thường, hơn nữa tốc độ còn cực nhanh. Ngô Bình dốc toàn lực thì mới miễn cưỡng theo được tiến độ của họ. Trương Tây Linh thầm thấy ngạc nhiên, tốc độ của họ đang rất nhanh, mà Ngô Bình mới ở cảnh giới thần cũng theo kịp, ông ta chưa gặp trường hợp nào tương tự trước đây. Sau khi băng qua mấy ngọn núi, họ đã tiến vào tỉnh Châu. Tỉnh này có thể coi là một trong những nơi khởi nguồn của nước Viêm Long, ở đây từng có 12 cố đô. Vì thế có rất nhiều di tích và thu hút lượng lớn khách du lịch tới tham quan. Sau khi tới tỉnh này rồi, nhóm Trương Tây Linh đi thẳng tới một huyện nhỏ rồi đi vào một nhà hàng, sau đó ông ta đã gọi mấy món ăn, một bát canh và mấy bát cơm. Ngô Bình không nhịn được hỏi, ông Trương, lát nữa mình vẫn đi bộ tiếp à? Trương Tây Linh cười nói, chúng ta đi bộ còn nhanh hơn xe, hơn nữa cũng sắp đến nơi rồi. Thiên Độc Đồng Tử nói, yên tâm, lát để hòa thượng cõng cậu. Nghe thấy mình sẽ được một người đàn ông cõng, Ngô Bình nói ngay thôi khỏi.
Thiên Độc đồng tử cười lạnh nói, cậu không được tự quyết đâu. Ngô Bình biết họ làm vậy là không muốn anh biết đường đi nên đành nói, được thôi, dẫu sao tôi cũng mệt rồi. Thiên Độc đồng tử, tốt nhất cậu nên biết điều một chút, ngoan ngoãn phối hợp với chúng tôi, không thì tôi sẽ cho cậu biết thế nào là lợi hại. Chát! Ngô Bình giơ tay lên rồi tát thẳng vào mặt Thiên Độc đồng tử, hắn không ngờ một người ở cảnh giới nhân tiên như mình lại bị một tên nhãi ở cảnh giới thần tát nên tức đến mức dựng tóc lên, sau đó lạnh giọng quát mày chán sống rồi hả? Ngô Bình cười lạnh nói, ê lùn, ăn nói cho cẩn thận, là các người mời tôi tới giúp, chứ không phải tôi xin đi theo, ok. Trương Tây Linh mất kiên nhẫn nói, im hết đi. Thiên Độc, cậu khách sáo với cậu bạn đây chút đi, dẫu sao cũng là chúng ta mời cậu ta đến giúp. Sau đó, ông ta lại nghiêm giọng hỏi Ngô Bình, toàn thân Thiên Độc đồng tử đều có độc, cậu chạm vào không sợ nhiễm độc hay sao? Ngô Bình cười lớn nói, may sao tôi lại không sợ độc, mà tôi thi triển ngưng huyết chi rồi đấy, không biết hắn có chịu nổi không ý chứ? Ngưng huyết chỉ, Thiên Độc đồng tử kinh hãi, sau đó đứng bật dậy rồi ác độc nói, tao phải giết mày. Ngô Bình tỏ vẻ coi thường rồi nói, ê lùn, bất huênh hoang lại cái, chờ tôi đột phá lên trúc cơ rồi thì sẽ tát chết anh luôn. Ngô Bình không hề chém gió, với thực lực hiện tại, nếu anh đột phá lên trúc cơ thì Thiên Độc đồng tử không là gì với anh hết. Bụp! Trương Tây Linh sầm mặt rồi đập mạnh tay xuống bàn, có ăn hay không thôi? Ai không ăn thì biến ra ngoài. Thiên Độc đồng tử hậm hực ngồi xuống, sau đó lập tức vận công để ngăn máu huyết bị đông, nhưng hắn vận công mãi mà vẫn không thấy gì. Bấy giờ, Ngô Bình mới cất giọng chế nhạo, tôi nói gì anh cũng tin à? Ngu dốt! Biết mình bị lừa, Thiên Độc đồng tử trừng mắt lườm Ngô Bình như muốn giết anh. Ngô Bình cười lạnh, sau đó lấy một cuốn vở ra rồi nghiêm túc viết lách gì đó. Hòa thượng Suraya tò mò hỏi, cậu đang viết gì thế? Sau đó, ông ta sáp lại gần rồi đọc, trông Thiên Độc đồng tử rất ngứa mắt, phải giết hắn trong vòng một năm. Hòa thượng Suraya lấy làm lạ, ghi người mình ghét lên một cuốn sổ ư. Kiểu ghim thù này lạ thế. Thiên Độc đồng tử tức điên lên. Nếu không có cường giả cảnh giới địa tiên là Trương Tây Linh ở đây thì hắn đã xử Ngô Bình ngay rồi. Trương Tây Linh cũng bó tay, lúc này đồ ăn đã lên, ông ta nói, ăn nhanh lên rồi còn đi tiếp. Bọn họ ăn rất nhanh, chỉ tầm chục phút đã xong. Hòa thượng Suraya lấy một cái túi đen ra rồi nói với Ngô Bình, giờ cậu chui vào đây đi rồi tôi cõng đi. Ngô Bình đã biết trước nên đồng ý ngay, được thôi. Sau đó... anh chui vào cái túi rồi được Hòa thượng Suraya khoác lên vai, đoạn đường tiếp theo vẫn là núi non hiểm trở. Nhưng họ không biết dù Ngô Bình bị nhốt trong túi, nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy hết cảnh vật bên ngoài. Chương 284, Nhãn thức, Mộ Tiên. Nhóm Trương Tây Linh đã đi hơn 100 cây số, sau đó tiến vào một khu vực đồi núi nhấp nhô, ở đây không có dấu vết của con người, chỉ toàn rừng cây xanh tốt, thậm chí cũng không thấy nhà dân. Sau khi leo qua một ngọn núi rất cao, ba người đã đi vào một hang động nằm ở vách núi treo leo, hang động này mới được khai phá, bên trong rất rộng rãi. Bọn họ đi vào giữa hang rồi tiến vào một con đường đá, con đường này rộng 3 mét, cao 5 mét, sau khi đi thêm 300 mét thì họ đã tới một cánh cửa bằng đồng. Cánh cửa đó đang đóng chặt, phía trước là một khoảng đất trống rộng rãi, đang có hơn chục người đứng ở đây. Lúc này, Hòa thượng Suraya mới thả Ngô Bình xuống. Sau đó mở túi rồi nói, đến nơi rồi. Ngô Bình cố ý híp mắt lại quan sát mọi người, một người đàn ông trong số đó đeo mặt nạ màu đen, chiếc mặt nạ ấy trông rất dữ tợn, chắc là một loại ác quỷ nào đó. Trương Tây Linh bước tới rồi chắp tay lại người đó, giáo chủ, Ngô Bình đã đến rồi ạ. Ngô Bình nhìn người đàn ông đeo mặt nạ, anh nhìn xuyên thấu qua thì phát hiện đó là một gương mặt rất trẻ, trông chưa tới 20. Anh thầm thấy kinh ngạc. Giáo chủ của Hắc Thiên giáo mà lại trẻ vậy ư? Nhưng tu vi của người này không thấp, cũng là cao thủ cảnh giới thần giống anh. Ngô Bình cất giọng chào hỏi, chào giáo chủ. Giáo chủ Hắc Thiên giáo cười nói, cậu là Ngô Bình hả? Chính cậu đã trấn áp Đường Hoàng Tuyền đúng không? Giọng nói của hắn nghe rất già nua, rõ ràng là cố ý thay đổi giọng nói. Ngô Bình đáp đúng, sao giáo chủ biết chuyện này? Giáo chủ Hắc Thiên, tôi biết Đường Hoàng Tuyền từ lâu rồi nên đương nhiên cũng biết những việc mà các người làm. Ngô Bình gật đầu hỏi, giáo chủ gọi tôi đến đây để làm gì? Giáo chủ Hắc Thiên chỉ vào cánh cửa bằng đồng rồi nói, trong này có cơ quan thượng cổ, cậu có cách nào mở ra không? Ngô Bình liếc nhìn rồi nói, chắc phải làm giáo chủ thất vọng rồi, tôi tinh thông trận pháp, nhưng không hiểu gì về cơ quan cả.
Giáo chủ Hắc Thiên Như đã biết trước câu trả lời, hắn nói với người bên cạnh, Triệu Phi Công đến chưa? Tên thuộc hạ đáp, thưa giáo chủ, Triệu Phi Công đã tới chân núi rồi, đang trên đường đến. Giáo chủ Hắc Thiên gật đầu rồi nói với Ngô Bình, lát nữa mở cửa, phiền cậu xử lý các cấm chế bên trong cho chúng tôi. Ngô Bình, nếu tôi đã đến đây rồi thì sẽ dốc toàn lực giúp đỡ. Trương Tây Linh lấy một tờ chi phiếu ra rồi cười nói, cậu bạn, chúng tôi sẽ không bạc đãi cậu đâu, đây là chi phiếu 500 triệu, xong việc thì nó sẽ là của cậu. Ngô Bình nhìn tờ chi phiếu rồi, có phải hàng giả không đấy? Trương Tây Linh ngẩn ra, làm gì có chuyện, đích thân tôi ký tờ chi phiếu này đấy. Đưa đây tôi xem nào, Ngô Bình cầm lấy tờ chi phiếu rồi tập trung quan sát, sau đó nói, tôi nhìn nhầm, tờ chi phiếu này không có vấn đề gì cả. Dứt lời, anh nhét luôn nó vào túi. Trương Tây Linh định nói gì đó nhưng lại thôi, Thiên Độc đồng tử không nhịn được nữa mà lạnh giọng nói, thằng kia, mày thấy tiền là sáng mắt lên, chưa làm gì đã lấy tiền rồi. Ngô Bình liếc hắn, hay tôi đưa tờ chi phiếu này cho anh rồi anh đi mà làm nhé. Thiên Độc đồng tử cứng họng, nếu được thì hắn sẽ dùng đủ mọi cách để xử lý Ngô Bình. Hai người trừng mắt lườm nhau, trong lúc đó chợt có hai người khác đi vào, một người khoác một chiếc túi đen, chắc bên trong cũng có người. Người đó bỏ chiếc túi xuống rồi mở ra, một người đàn ông để râu khoảng 30 tuổi vừa cao vừa gầy híp mắt chui ra ngoài. Gã chắp tay với mọi người, Triệu Phi Công của Mạc Môn chào các vị. Giáo chủ Hắc Thiên nói, nghe danh Triệu Phi Công đã lâu, cậu có thể mở được cánh cửa phía trước không? Triệu Phi Công bước tới rồi lấy vật gì đó như ống nghe ra rồi áp lên cánh cửa, gã gõ vài cái lên cửa rồi hí hoáy hơn một tiếng đồng hồ, cơ quan này phức tạp quá, tôi cần khoảng một ngày để mở nó. Ngô Bình thầm lắc đầu, nếu là anh thì 5 phút là xong rồi, cần gì tới một ngày. Giáo chủ Hắc Thiên trầm mặc vài giây rồi hỏi, có thể nhanh hơn được không? Chuyện này, Triệu Phi Công nhăn mặt, nếu nhanh hơn thì sẽ tốn nguyên khí của tôi, chỉ e. Trương Tây Linh hiểu ý của gã nên nói, tôi sẽ thêm cho cậu 200 triệu nữa là 500, cậu mau mở cửa đi. Triệu Phi Công sáng mắt lên, được, cứ giao cho tôi. Sau đó, Triệu Phi Công bắt đầu khoét lỗ trên cửa. Ngô Bình không hứng thú với chuyện này nên trốn ra một góc ngồi luyện khí. Anh không dám vận dụng cách hít thở ở đây, vì thế bắt đầu tu luyện thần thức. Thần thức cao cấp hơn thần ý, có thể phóng ra ngoài cơ thể. Thần thức được hình thành từ sự ảnh hưởng lẫn nhau giữa thần ý và thức. Thức bắt nguồn từ các bộ phận giúp con người nhận biết thế giới như nhĩ thức, nhãn thức, tị thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Phiến Ngọc cũng có ghi chép về cách tu luyện thần thức, vì Ngô Bình có khả năng nhìn xuyên thấu nên anh sẽ bắt đầu tu luyện nhãn thức trước. Theo tâm pháp tu luyện, thần ý của anh vận dụng đến đôi mắt. Khoảng nửa tiếng sau, anh cảm thấy mắt mình sáng lên. Lúc này, anh còn chưa mở mắt ra thì đã có thể nhìn thấy cảnh vật ở bên ngoài rồi. Nhất là bên mắt trái của con còn nhìn được xa hơn, kết hợp cùng khả năng nhìn xuyên thấu thì phạm vi tầm nhìn của anh đã rộng hơn, có thể nhìn thấy từ phía xa cách 12, 13 mét. Coi như Ngô Bình đã tu luyện được thần thức, sau này anh có thể tiếp tục luyện nhĩ thức và các bộ phận khác, khi nào luyện đủ hết thì anh có thể đột phá lên cảnh giới tiên thiên rồi. Khi Ngô Bình đang tu luyện ở đây thì Triệu Phi Công đã mở được cánh cửa ấy, sau một tiếng động lớn, cánh cửa to ảnh đã được mở ra. Ngay sau khi cửa mở thì đã có một cơn gió lạnh thổi ra, cùng với đó là tiếng quỷ khóc thần gào. Ngô Bình chấn động rồi vội bước tới và nhìn vào bên trong, nhưng anh chỉ thấy có sát khí, có hơn 100 pho tượng đá hình người đáng đứng bên trong. Anh thở dài một hơi, đây là mộ tiên. Giáo chủ Hắc Thiên không chút cảm xúc nói, đúng là chuyên gia có khác. Đây đúng là mộ tiên. Việc còn lại là của cậu đấy. Ngô Bình thầm khóc trong lòng, sát khí bên trong quá nặng, dù anh có tiền phép bảo vệ cơ thể thì cũng khó an toàn được. Nhưng chuyện đến nước này rồi thì anh biết chạy đi đâu nữa, đành nhắm mắt cất bước thôi, tôi đi trước dò đường, các người hãy chờ bên ngoài. Dứt lời, anh đi vào trong luôn, ngay sau đó lấy tiền phép ra cầm chặt trong tay. Sát khí bên trong rất nặng, tiền phép chỉ khử được sát khí ở một đoạn nhỏ. Sau đó khí tức Phật Pháp đã biến mất, chắc không thể cầm cự được nữa. Lúc này, Ngô Bình thấy ngực mình lạnh toát, anh đưa tay lên sờ rồi lấy hạt châu xẻ từ tảng đá ra. Hạt châu vừa xuất hiện thì sát khí xung quanh đã bị đẩy lùi xa 5 mét, bấy giờ Ngô Bình mới hít thở dễ dàng hơn. Hả, nó có tác dụng ngăn sát khí ư, Ngô Bình mừng rỡ rồi vội đeo hạt châu lên cổ rồi đi sâu vào trong. Chương 285, một mình vào mộ thất. Lúc này,
Xung quanh Ngô Bình xoát hiện các hàng người đá, đếm sơ cũng phải hơn 100. Anh còn phát hiện sát khí mãnh liệt bên trong phát ra từ đây. Ngô Bình nhìn vào trong tượng đá thì thấy trong bụng mỗi bức tượng đá đều có một cái đầu người. Những cái đầu này không hề mục nát, đôi mắt vẫn mở to rồi tỏa ra vẻ hung tợn. Các gương mặt ấy được vẽ các hoa văn màu đen trông rất kỳ lạ. Sau nhìn thấy các cái đầu người ấy, Ngô Bình rợn tóc gáy rồi cất bước đi nhanh hơn xuyên qua các bức tượng đá. Dưới chân anh là nền bằng kim loại không theo quy luật nào cả, các cơ quan thì chằng chịt, anh phải nhảy qua nhảy lại thì mới né hết được. Cuối cùng anh cũng đi qua đám tượng đá ấy, phía trước xuất hiện ba cánh cửa cao 3 mét, rộng 2 mét, các cánh cửa này đều được làm bằng kim loại màu tím nên rất kiên cố. Anh quan sát thì thấy sau cánh cửa giữa có đường đi, còn hai cánh cửa hai bên thì có ẩn chứa sát khí. Sau một lúc do dự, anh đã giơ tay áp lên cánh cửa ở giữa, anh vận chuyển nội lực rồi ấn nhanh nhiều lần lên cánh cửa ấy. Rắc, cơ quan trong cánh cửa được khởi động, Ngô Bình ra sức đẩy thì cửa đã mở. Lúc này, anh khởi động nhãn lực mở một cơ quan ở cửa, mấy miếng kim loại rơi xuống, để lộ ra một lỗ hổng đen ngòm. Ngô Bình hét to lên, nhưng âm thanh ấy vang xa đi rồi biến mất. Nghe thấy tiếng hét ấy, mọi người bên ngoài đều biến sắc mặt, Trương Tây Linh dậm chân nói, xong rồi. Dù cách xa mấy trăm mét, nhưng vì là người của Mạc Môn nên Triệu Phi Công vẫn nghe thấy tiếng cơ quan, gã khẽ thở dài, là cơ quan ngầm, e là lành ít dữ nhiều. Trương Tây Linh khởi động thần niệm để thăm dò tình hình bên trong, song chỉ phát được hơn chục mét đã bị sát khí bên trong trừ khử. Giáo chủ Hắc Thiên nói, Triệu Phi Công, cậu tinh thông cơ quan nên tiếp theo đành trông cậy vào cậu vậy. Triệu Phi Công gật đầu, nhưng mà tiền. Trương Tây Linh cao mày, chỉ cần cậu dẫn chúng tôi an toàn đi vào trong thì tiền nong không thành vấn đề. Triệu Phi Công cười nói, thôi chúng ta cứ thống nhất giá đi. Trương Tây Linh nhìn gã, cậu muốn bao nhiêu? Triệu Phi Công cười lớn đáp, 2 tỷ. Trương Tây Linh híp mắt lại, 2 tỷ. Triệu Phi Công, mất 2 tỷ để mở một mộ tiên, đáng lắm. Giáo chủ Hắc Thiên, được, tôi đồng ý 2 tỷ. Triệu Phi Công nói ngay, các vị cứ chờ ngoài này. Để tôi vào trong thăm dò, nói rồi, gã cũng đi vào trong. Sau khi đi qua cánh cửa, gã lấy một tấm ngọc bài ra, nó tỏa ra ánh sáng màu trắng, đẩy lùi sát khí bên trong. Lúc này, Triệu Phi Công đã nhắm mắt lại, nếu Ngô Bình ở đây thì sẽ phát hiện gã đã tu luyện được thần thức, hơn nữa còn là hai thần thức mắt và thân thể. Triệu Phi Công đang mò mẫm bên ngoài, còn Ngô Bình thì đã đi vào cánh cửa ở giữa. Con đường sau cánh cửa không có cơ quan. Anh đi hơn 50 mét rồi tiến vào một ngôi mộ rộng lớn. Ngôi mộ này rộng hơn 1.000 mét vuông, xung quanh là các cây cột, còn ở giữa là một cái quan tài đen xì. Thấy thế, Ngô Bình lẩm bẩm, nếu Đinh Mạc ở đây chắc sẽ vui lắm. Đinh Mạc là đạo nhân rời núi nên thích nhất là những ngôi mộ tiên. Ngô Bình đi quanh quan tài một vòng, nhưng mặt lại nhăn nhó. Anh phát hiện bên trong quan tài phong ấn một thi thể có sát khí ngất trời. Trên người thi thể này có dán một lá bùa trấn thi rất kỳ diệu. Thi thể này cao hơn 2 mét, đôi mắt đỏ ngầu, móng tay đen xì sắc như dao, hơn nữa ở ngực có một viên đan dược màu đen. Đây là một cương thi, Ngô Bình hít vào một hơi lạnh, đây là mộ tiên cơ mà, sao lại có cương thi? Anh nhìn tiếp xuống dưới thì thấy dưới quan tài còn một mộ thất nữa. Hả, lẽ nào mộ này là giả? Mộ bên dưới mới là thật, Ngô Bình lẩm bẩm. Anh quan sát kỹ thêm một lúc rồi chợt thở dài, vì lối vào mộ thất ở bên dưới lại nằm trong quan tài phía trên. Như vậy có nghĩa là muốn đi xuống dưới thì phải mở quan tài bên trên ra. Mà nếu mở thì sẽ phải đối mặt với cương thi đáng sợ đó. Đi tiếp hay dừng lại đây, anh tự hỏi. Ngay sau đó, anh đã nghiến răng nói, sống chết có số, liều ăn nhiều. Dứt lời, anh giơ tay vỗ vào quan tài, đinh cố định bay lên, Ngô Bình lại tung thêm một chưởng nữa để cậy hết đinh ra. Sau đó anh mở nắp quan tài, một mùi hôi thối bốc ra. May mà viên châu ở cổ anh đã ngăn cách mùi khó chịu ấy, không thì anh sẽ bị trúng độc ngay mất. Cương thi này trông rất kinh, lớp da sần sủi của nó dính một chất lỏng gì đó. Ngô Bình nhịn cảm giác buồn nôn rồi dùng thắt lưng kéo cương thi lên, để nó ngồi dậy. Anh thực hiện quá trình này rất cẩn thận, vì sợ chạm vào bùa trấn thi trên trán nó. Cương thi ngồi dậy, Ngô Bình dùng sức đạp vào vị trí lưng nó nằm, kẹt. Một lối đi thông xuống mộ thất bên dưới đã lộ ra. Anh rút thắt lưng lại rồi nhảy xuống dưới, cương thi đã nằm về chỗ cũ, che lối đi đó lại. Ngô Bình đi xuống dưới khoảng mười mấy mét thì dẫm lên mặt trên của một chiếc quan tài,
khác với chiếc bên trên thì chiếc này được làm bằng gỗ và điêu khắc hình thần tiên. Ngô Bình đã đọc về thần tiên trong ngọc bội và phiến ngọc, sau khi nhận ra đây là tiên thì anh lập tức chăm chú nghiên cứu ngay. Chương 286, Bình Loạn Hầu. Bình Loạn Hầu. Ngô Bình quan sát một lúc thì gần như đã biết thân phận của chủ nhân ngôi mộ. Đây là người của triều Nguyên nước Tiên, 10 tuổi nhập ngũ, 32 tuổi đã lập công dẹp loạn, giết chết Man Vương và được triều Định Phong làm Bình Loạn Hầu. Bên trên còn biết khi Bình Loạn Hầu 120 tuổi thì chết vì lịch thiên kiếp, thi thể được bảo toàn, người nhà đã chôn cất ông ấy cùng những vật mà ông ấy yêu thích khi còn sống, đây chính là lai lịch của mộ tiên này. Ngoài ra còn có thông tin về con cháu và vợ của Bình Loạn Hầu, cùng công lao và những chuyện ông ấy từng trải qua. Ra là mồ chôn di vật, Ngô Bình nhìn xuyên qua nắp quan tài thì thấy quả nhiên bên trong không có thi thể, mà chỉ có các đồ chôn cất cùng gồm cái gương, đoản kiếm, áo giáp, hạt châu, vật sáng chói nhất trong số đó là một chiếc nhẫn bằng kim loại được để riêng trong một cái hộp. Ngô Bình nhảy xuống khỏi quan tài rồi chắp tay nói, Bình Loạn Hầu tiền bối, ông đã chết hóa thành cho bụi, những món đồ này để ở đây cũng phí, vãn bối xin phép được mang đi. Dứt lời, anh mở nắp quan tài, sau đó lấy cái hộp ra đầu tiên, anh mở hộp thì nhìn thấy một chiếc nhẫn có khắc chữ tiên. Anh dùng khả năng xuyên thấu để quan sát chiếc nhẫn thì phát hiện bên trong nó còn có một không gian lạp cỡ nhỏ. Không gian này dài 5 mét, rộng 4 mét, cao 4 mét, bên trong có một bức tranh. Pháp khí không gian, Ngô Bình kinh ngạc đến mức suýt nữa thì nhảy dựng lên. Pháp khí không gian được giới thiệu rất nhiều trong phiến ngọc, nhưng anh chưa từng thấy bao giờ, cuối cùng thì hôm nay cũng được mục sở thị rồi. Muốn mở pháp khí không gian ra thì phải khởi động thần niệm, mà giờ thì anh lại chưa có. Nhưng nếu chỉ bỏ đồ vào bên trong thì đơn giản, chỉ cần truyền thần thức vào chiếc nhẫn, sau đó chạm nó vào thứ mình muốn cất vào bên trong là được. Vì thế, Ngô Bình lập tức đeo chiếc nhẫn lên ngón tay cái, sau đó vận chuyển thần thức rồi chạm vào thanh đoản kiếm. Không gian khẽ biến chuyển, ngay sau đó thanh đoản kiếm đã biến mất. Ngô Bình mừng rỡ rồi lại chạm vào cái gương cổ, bộ khôi giáp và những thứ chôn cất cùng khác cho đến khi thu hết vào pháp khí mới thôi. Sau khi lấy được hết đồ, anh lại đậy nắp quan tài lại như cũ, sau đó tìm cách ra ngoài. Anh đi quanh mộ thất một vòng thì phát hiện ở một góc có lối ra bị giấu kín, ai đó đã dùng kim loại để che nó lại. Anh đạp vào đó, tấm che chắn rung lên rồi bung ra, một khe hở vừa cho một người cui lọt xuất hiện. Ngô Bình bò vào trong, sau đó còn tiện tay cầm mảnh kim loại che lại như cũ. Lối này rất hẹp, anh chỉ có thể bò, sau khi bò được hơn 100 mét thì anh nghe thấy tiếng nước chảy. Ngô Bình tiếp tục bò thêm hơn 50 mét nữa thì nhìn thấy lối ra, nó ở ngay trên sườn núi, bên dưới là một con sông ngầm, tiếng nước chảy phát ra từ đây. Ngô Bình hít sâu một hơi rồi nhảy xuống, nước sâu 4, 50 mét, dòng nước chảy rất xiết, anh nín thở rồi bơi theo dòng chảy. Không biết phải bơi qua bao nhiêu khúc quẹo, con dốc, mãi sau Ngô Bình mới nhìn thấy ánh sáng. Chẳng mấy chốc, Ngô Bình đã nghe thấy tiếng nước chảy mạnh, người anh chợt bị hút xuống dưới rồi rơi xuống một đầm nước. Anh ngoi lên mặt nước rồi nhìn lên phía trước thì thấy là có một thác nước cao mười mấy mét đang chảy xuống rồi hình thành nên đầm nước này, mà đầm nước này lại nối liền với một con sông nhỏ ở tít phía xa. Anh hít sâu một hơi rồi lẩm bẩm, may quá. Ngô Bình nhảy lên bờ rồi cởi quần áo ra vắt nước, sau đó treo lên các cành cây ở gần đó để hong kho. Mắt trời chiếu gay gắt, loáng cái quần áo anh đã khô cong. Có nên quay lại xem thế nào không nhỉ, Ngô Bình nghĩ thầm. Nghĩ sao làm vậy, anh vẫn quyết định quay lại xem tình hình. Vì lối vào ở gần đây nên anh đi vài cây số là tìm thấy, sau đó cứ thế bỏ vào theo cửa động. Ngô Bình dò dẫm đi vào bên trong thì chợt nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết, sau đó đã có một tốp người chạy ra. Anh giật bắn mình rồi nhảy ngay ra ngoài, sau đó chạy lên vách đá. Anh vừa trèo lên đỉnh thì đã thấy Trương Tây Linh cõng giáo chủ Hắc Thiên chạy ra ngoài, Trương Tây Linh đã mất một cánh tay, hiện trông rất nhếch nhác. Cùng với đó là nhóm hòa thượng Suraya và Thiên Độc đồng tử cũng chạy ra theo, tất cả họ đều bị thương, không mất tay thì mất chân. Bọn họ hoảng loạn bỏ chạy, vừa ra ngoài đã nhảy xuống núi, sau đó mượn lực ở vị trí vách đá nhô ra để đáp đất. Gào! Ngô Bình nghe thấy một tiếng gầm không giống của con người vọng từ trong hang động ra, anh nghi đó là tiếng kêu của cương thi, vì thế lập tức quay đầu bỏ chạy ngay, anh băng qua mấy dãy núi rồi mới thong thả bước chân. Anh lại đi thêm nửa tiếng nữa thì đã quay lại thị trấn nhỏ lúc trước, sau đó thuê một phòng khách sạn. Vì đi quá nhanh nên quần áo của anh đã rách, giờ trông rất nhếch nhác. Vừa quay lại,
anh đã gọi ngay cho Diệp Thiên Tông, sư huynh, có cương thi xuất hiện. Ngô Bình nhanh chóng kể lại tình hình, Diệp Thiên Tông nói, cương thi là trách nhiệm của Thiên Long, để anh báo cho họ ngay. Ngô Bình, sư huynh, mọi người vẫn đang ở cốc phong Diệp ạ. Em sẽ đến ngay. Diệp Thiên Tông, không cần nữa đâu, sư phụ đã đi rồi, anh với Mộ Bạch cũng đang trên đường về Thiên Kinh. Ông ấy nói tiếp, sư đệ, Diệp Huyền đến Vân Kinh rồi, bảo là muốn phát triển sự nghiệp ở đấy, nhưng anh không yên tâm, cậu đến ngó nghiêng hộ anh cái. Ngô Bình, sư huynh yên tâm, có chuyện gì thì em sẽ báo ngay. Ngắt máy xong, Ngô Bình đi mua quần áo mới, sau đó chạy tới đồn cảnh sát khu vực rút thẻ ngành ra rồi mượn một chiếc xe. Khi đi qua huyện Thanh Sơn, anh chợt nhớ ra một chuyện rồi thay đổi đường đi, rẽ vào một con đường. Bây giờ đã là hơn 3 giờ chiều, có rất nhiều xe sang đỗ ở đây. Anh Lang bị Ngô Bình tẩn cho hôm qua vẫn đang nằm co quắp dưới đất, thi thoảng lại cất những tiếng kêu rên vô lực. Có một người đàn ông hơn 40 ngồi trên một chiếc Land Rover, mặt gã chi chít sẹo. Người này tên là Chu Hồng Quang, từng ngồi tù 3 lần, tất cả tài xế taxi đều làm công cho gã. Ngoài ra, gã còn mở 2 showroom ô tô, một công ty xe tải, kinh doanh 2 nhà máy sát, lợi nhuận hàng năm đều rất cao. Nhờ có tiền, cùng thủ đoạn độc ác và nhiều mối quan hệ nên Chu Hồng Quang cũng trở thành một trong 5 ông trùm đường xá ở huyện Thanh Sơn. Hôm qua, sau khi nhận được tin người của mình bị đánh, gã nổi điên, biết người đánh sẽ quay lại nên gã đã đến đây chờ từ sáng sớm. Nhưng chờ mãi mà tới khi mặt trời sắp lặn cũng không thấy người đó xuất hiện. Lúc này, một tên đàn em nói, đại ca, chắc nó không dám quay lại rồi, chúng ta đừng chờ nữa. Chu Hồng Quang nhả ra một làn khói rồi chửi thề bằng tiếng địa phương, gã đang định về thì thấy một chiếc xe cảnh sát phóng tới, sau đó phanh kít một tiếng, dừng cách đầu xe gã nửa mét, suýt thì đâm trúng. Chương 287, bán tranh luyện thần. Ngô Bình mở cửa xe rồi bước xuống. Trông thấy anh, người tài xế hôm qua lập tức hô lên, đại ca, là nó đánh anh Lang. Chu Hồng Quang nhảy xuống xe, sau đó lạnh lùng nhìn Ngô Bình, thấy anh lái xe cảnh sát, gã hơi cau mày, mày là cớm à? Ngô Bình tươi cười nói, không, cho nên các người không phải sợ, cứ ra tay đi. Chu Hồng Quang lạnh mặt nói, không phải cớm mà mày dám động vào người của tao. Bụp! Chu Hồng Quang vừa nói dứt câu thì mắt đã hoa lên, còn người thì bay xa hơn chục mét rồi đập mạnh mặt xuống đất, mũi chảy máu ròng ròng. Đám đàn em của gã nghiệt mặt ra, một tên phản ứng lại nhanh, rút ngay khẩu súng ở eo ra. Vèo! Nhưng tay hắn vừa chạm vào eo thì Ngô Bình đã bắn một chỉ phong tới, xuyên qua cổ tay hắn. Tên đó ôm tay hét lớn, sau đó bị Ngô Bình đá bay. Những người khác đều sợ hết hồn, kiểu đá bay người này là võ công gì vậy? Ngô Bình túm tóc tên tài xế hôm qua, sau đó kéo anh ta tới trước mặt Chu Hồng Quang rồi nói, hôm qua anh ngông như vậy là nhờ ông ta hả? Người tài xế run như cầy sấy đáp, vâng. Ngô Bình gật đầu, sau đó lấy lọ thuốc ra chấm một chút vào đầu mũi Chu Hồng Quang, sau đó anh lẩm bẩm thần chú rồi ra lệnh, chuyển hết tiền của ông vài số tài khoản này, xong xuôi thì hãy lên tỉnh đầu thú, khai báo hết mọi tội lỗi của mình, cả những ai đã bao che cho ông nữa. Chu Hồng Quang đã bị thương nặng, nhưng vẫn rất nghe lời, vâng. Ngô Bình rất hài lòng, anh bảo Chu Hồng Quang đưa xe cảnh sát về đồn trả, sau đó ngồi lên chiếc Land Rover của gã, chiếc xe này có giá hơn 3 triệu, động cơ 5.0, xe nặng nhưng tăng tốc lên 100 km/h chỉ mất 5 giây, động lực rất mạnh. Ngô Bình nhấn ga rồi phóng vụt đi. Trước khi trời tối, anh đã về đến Vân Kinh, sau đó lái xe đến Sơn Trang Vân Đỉnh. Anh vừa dừng xe thì quản gia của nhà họ Đường đã ra nghênh đón, cậu Ngô, ông Lạc tới chơi, cô chủ bảo cậu mà về thì mới cậu tới. Ông Lạc này chính là Lạc Thần Duyên muốn mua bức tranh luyện thần, người của gia tộc Rockefeller, Ngô Bình không ngờ ông ta lại tới. Ngô Bình gật đầu. Lạc Trần Duyên đang ngồi trên ghế ở phòng khách của nhà họ Đường, hai vệ sĩ và 4 người khác đứng hai bên, ông ta đang nói chuyện với Đường Minh Huy và Đường Tử Di. Cô Đường, 5 tỷ là nhiều rồi. Tôi nghĩ ngoài tôi ra thì chắc không ai trả giá cao vậy nữa đâu, ông ta nói. Lúc này, Đường Tử Di đã thoáng do dự, đang không biết phải làm sao thì Ngô Bình đã tới, cô ấy mỉm cười nói, Ngô Bình, anh về rồi à? Ngô Bình gật đầu, anh cởi áo khoác ngoài đưa cho quản gia rồi cười nói với Lạc Trần Duyên, ông Lạc, chắc lần này lại khiến ông thất vọng rồi, Hòa Thượng Suraya đã mua bức tranh ấy mất rồi. Lạc Trần Duyên nhìn thấy Ngô Bình một cái là nhăn mặt, cậu Ngô. Đây là chuyện giữa tôi và nhà họ Đường, cậu đừng xen vào.
Ngô Bình nghiêm túc nói, tôi là một cổ đông của Đường thị, hợp tác nhiều mặt với nhà họ Đường, cho nên chuyện của nhà họ Đường cũng là chuyện của tôi. Lạc Trần Duyên lẩm bẩm trách mình xui xẻo rồi nói, cậu đừng lòng vòng nữa, chốt một cái giá luôn đi. Ngô Bình sờ mũi, sau đó lấy một tờ chi phiếu ra. Đó là tờ chi phiếu 500 triệu mà Trương Tây Linh đã đưa cho anh, có thể đổi sang tiền mặt ở bất kỳ ngân hàng nào trên thế giới. Anh nói, Hòa thượng Suraya đã đưa cho tôi tấm chi phiếu này, chúng tôi đã giao hẹn nếu tôi không bán bức tranh cho ông ấy thì sẽ phải đền bù gấp 10 lần số này. Lạc Trần Duyên cau mày, Hòa thượng Suraya, người này chết lâu rồi cơ mà. Ngô Bình, nếu ông ta chết thì đưa chi phiếu cho tôi kiểu gì? Ông ta chết đâu mà, đang làm việc cho Hắc Thiên Giáo kia kìa. Hắc Thiên Giáo, Lạc Trần Duyên kinh hãi, mặt nhăn như khỉ, ông ta do dự rồi hỏi, cho tôi xem tờ chi phiếu ấy được không? Được chứ, Ngô Bình giơ tờ chi phiếu ra. Một người đứng cạnh Lạc Trần Duyên đưa tay ra nhận rồi kiểm tra tại chỗ, một lát sau thì nói, ông chủ, là thật. Lạc Trần Duyên thở dài nói, nếu thế thì cậu Ngô ra giá đi. Ngô Bình, tôi lấy ông 10 tỷ, ngoài ra tôi còn thu thêm 4.5 tỷ tiền đền bù cho Hòa thượng Suraya, tổng cộng là 14.5 tỷ. 14.5 tỷ, dù Lạc Trần Duyên là người của một gia tộc lớn thì cũng không thể chấp nhận mức giá này được, ông ta trầm giọng nói, cậu Ngô, thế thì đắt quá. Ngô Bình nhìn ông ta, ông Lạc, ngày mai Hòa thượng Suraya sẽ đến lấy tranh. Nếu hôm nay ông không mua thì không còn cơ hội nữa đâu. Lạc Trần Duyên ngạc nhiên rồi đứng dậy nói, để tôi đi gọi điện đã. Ông ta đứng dậy đi sang một phòng khác để gọi điện, 5 phút sau, ông ta bần thần quay lại nói, cậu Ngô, chúng tôi mua. Ngô Bình cười nói, ông Lạc thật sáng suốt, chờ một lát để tôi đi lấy tranh. Ngô Bình đã cất bức tranh ấy trong kho cùng với Phỉ Thúy, anh đích thân đi lấy rồi mang ra đưa cho Lạc Trần Duyên. Sau khi xác định bức tranh không có vấn đề gì, Lạc Trần Duyên đã vui vẻ chuyển tiền cho Đường Tử Di, sau đó mang tranh đi về. Bọn họ vừa đi thì Đường Tử Di đã hô lên rồi ôm chầm lấy Ngô Bình, anh siêu thế. Nhà họ Đường đang lúc thiếu tiền, Ngô Bình loáng cái đã kiếm về 14.5 tỷ cho họ, đúng là đúng lúc đúng chỗ. Ngô Bình cười nói, anh đã nói là bức tranh này rất đáng giá mà. Sau đó, anh đưa tờ chi phiếu 500 triệu cho Đường Tử Di. Đổi sang tiền mặt cho anh, càng nhanh càng tốt. Đường Tử Di gật đầu, được, chờ em một lát. Đường Tử Di đi đổi tiền, Đường Minh Huy cười tươi vỗ vai Ngô Bình, Ngô Bình, hôm nay may mà có cháu, chứ là chú thì đã bán với giá 1 tỷ rồi. Ngô Bình cười nói, chú Đường quá khen. Đường Minh Huy nói, tiểu Ngô, hôm nay chú đã gọi cho mẹ cháu, hẹn ngày mai đến nhà chú chơi. Ha ha, mai cháu phải bớt chút thời gian để hai nhà ăn bữa cơm chung nhé. Ngô Bình ngạc nhiên, sao cơ ạ? Chú gọi cho mẹ cháu ư? Đường Minh Huy cười nói, ngạc nhiên quá phải không? Mẹ cháu bảo em gái cũng tới, còn ở lại nhà chú mấy ngày. Ngô Bình cạn lời, chú Đường, cháu đang có việc gấp nên phải đi rồi. Nói rồi, mặc kệ Đường Minh Huy gặng hỏi, Ngô Bình đã chạy mất dạng, vừa đi anh vừa gọi cho Trương Lệ. Mẹ, chú Đường gọi cho mẹ ạ, anh vội hỏi. Trương Lệ, ừ, mới chiều nay xong. Ông ấy mời nhà mình lên Vân Kinh chơi. Mẹ không từ chối được nên đồng ý rồi, mẹ với Tiểu Mi Thu dọn hành lý xong rồi, mai sẽ đi sớm. Ngô Bình vội cản, mẹ đừng đến đây vội. Trương Lệ tò mò hỏi, sao thế? Ngô Bình ho khan nói, mẹ, dạo này con bận lắm, không có thời gian đi chơi với mọi người đâu. Vài hôm nữa con rảnh rồi tính nhé. Chương 288, cuộc gọi của Lư Tuấn Phi. Trương Lệ nói, Tiểu Bình, con bận gì thì cứ làm, có Tử Di tiếp mẹ là được rồi. Sau đó, Ngô Mi đã cầm lấy điện thoại, cô bé nói, anh, mai em mới được nghỉ, em muốn đến Vân Kinh chơi. Ngô Bình chán ngán nói, Vân Kinh thì có gì hay đâu, hay em với mẹ lên tỉnh đi, anh sẽ bảo Thanh Nhiên đón hai người. Ngô Mi đã lâu không gặp Chu Thanh Nhiên, trong lòng cũng thấy nhớ nhớ nên vội nói, thế cũng được, đi tỉnh vậy. Ngô Bình, ừm, để anh gọi cho Thanh Nhiên bảo cô ấy đón em với mẹ. Ngắt máy xong, Ngô Bình thở phào một hơi. Anh mới hơn 20 nên chưa muốn tính chuyện cưới xin, anh còn muốn ăn chơi thêm vài năm nữa. Ngô Bình quay về nhà mình rồi tiếp tục tu luyện thập thức, lần trước anh đã mở nhãn thức, giờ sẽ tu luyện ý thức. Ý thức là phần khó tu luyện nhất trong thần thức, nhưng lại có uy lực mạnh nhất. Nếu luyện thành thì có thể thi triển được các bí pháp, ví dụ như thuật thôi miên, lợi dụng ý thức để thôi miên người bình thường mà không cần dùng đến thuốc. Lúc này,
có một ông lão gầy gò xuất hiện ở sơn trang Thái Khang. Ông lão đã già, gương mặt nhăn nheo, nhưng bước đi rất vững chắc, không giống người cao tuổi chút nào. Ông lão mặc đồ màu đen, sau khi đi một vòng quanh núi thì sầm mặt rồi đi tới một công viên của sơn trang Thái Khang. Có bốn người đang đứng ở đây, họ lễ phép đi tới rồi chắp tay hành lễ, sư phụ. Ông lão lạnh giọng nói, trận quỷ mẹ con mà ta vất vả bao năm mới bày bố ở đây được đã bị người ta phá mất. Trận pháp này là một bước quan trọng trong kế hoạch của ta, thế mà lại bị phá mất. Mau đi điều tra xem là ai, để ta còn băm vằm nó ra. Vâng, bốn người đó nhận lệnh. Trong một phòng hát karaoke của một quán bar, Lư Tuấn Phi đang ôm hai cô gái trong lòng, ngồi cạnh đó còn có Vương Kiêu Đằng, Tôn Tinh và Triệu Kỳ Lượng cùng các bạn học khác. Dù Lư Tuấn Phi đã mất một khoản tiền lớn vì Ngô Bình, nhưng nhà họ Lư vẫn còn mấy tỷ nên anh ta vẫn là cậu ấm, vì vậy nhóm Vương Kiêu Đằng vẫn đi theo để nịnh bợ. Lư Tuấn Phi đang rất chán đời. Gần đây anh ta nghe được một tin là Ngô Bình đã trở thành một cổ đông của Đường Thị. Điều này khiến anh ta vừa cay cú vừa ghen tức, anh ta luôn thấy nhờ có Đường Tử Di thì Ngô Bình mới có được thành tựu như hôm nay. Ngô Bình, nếu có cơ hội, nhất định tao sẽ dẫm đạp mày dưới chân. Cho mày không bao giờ ngóc đầu lên được nữa, anh ta thầm nghĩ, sau đó nhéo hai cô gái trong lòng thật mạnh, làm họ hét lên. Đột nhiên điện thoại anh ta đổ chuông, thấy bố mình gọi, Lư Tuấn Phi bực bội tắt máy. Sau chuyện lần trước, hai bố con họ vẫn hậm hực với nhau. Lư Trấn Sơn luôn trách Lư Tuấn Phi không chịu bàn bạc với mình trước khi làm gì đó, còn Lư Tuấn Phi thì cho rằng bố mình không nhắc nhở kịp thời, nếu không thì nhà họ Lư đã phất lên lâu rồi. Một lát sau, điện thoại lại đổ chuông, Lư Tuấn Phi nổi điên rồi ấn nút nghe có chuyện gì. Phía bên kia vang lên một giọng nói lạnh băng, khiến người nghe nổi da gà, bố mẹ mày đang ở trong tay bọn tao, không muốn họ chết thì về nhà ngay. Cái gì, bố mẹ bị bắt cóc ư? Suy nghĩ đầu tiên của Lư Tuấn Phi là báo cảnh sát, nhưng bên kia lại nói, không được báo cảnh sát, không thì cả nhà mày sẽ chết. Lư Tuấn Phi cố gắng trấn tĩnh nói, các người đừng làm gì bố mẹ tôi sẽ về ngay. Bên kia, cho mày 15 phút, không nhanh thì về mà hốt xác. Ngắt máy xong, Lư Tuấn Phi không nói không rằng mà cầm áo khoác chạy đi ngay. Vương Kiêu Đằng kéo anh ta lại, cậu Lư, cậu đi đâu thế? Lư Tuấn Phi nổi quạo, có việc. Vương Kiêu Đằng vẫn chưa chịu buông tay mà cười nói, cậu Lư, đừng quên thanh toán nhé, hôm nay tiêu hết 70.000 liền, bọn tôi không trả nổi đâu. Lư Tuấn Phi bỗng thấy chán ghét, tại sao anh ta lại chơi với đám người này chứ, giờ có chuyện cũng không nhờ vả ai được. Anh ta ngồi lên xe rồi phóng như bay về nhà, nhưng anh ta chợt đi chậm dần, khi sắp tới nhà thì chợt dừng xe lại. Nếu bọn bắt cóc giết cả nhà anh ta thì sao? Giờ anh ta về nhà không phải sẽ gặp nguy hiểm ư? Giờ anh ta muốn tìm người giúp mình, nhưng nghĩ mãi không ra ai. Lúc này, điện thoại lại đổ chuông, người kia nói, còn một phút nữa. Dẫu sao cũng là bố mẹ ruột của mình, Lư Tuấn Phi cắn răng rồi lái xe vào tiểu khu, cuối cùng đỗ trước một căn biệt thự. Cửa mở, có hai người mặc đồ đen bước ra rồi hỏi, mày là Lư Tuấn Phi hả? Đúng, anh ta cố gắng bình tĩnh, nhưng người thì đang run lên. Người áo đen ấn vai anh ta rồi đẩy vào trong nhà, sau đó đóng cửa lại. Bố mẹ Lư Tuấn Phi đang hoảng loạn ngồi trong một góc ở phòng khách, một người đàn ông trung tuổi đang ngồi trên sofa, mặt ông ta trắng như tờ giấy, không có một chút huyết sắc nào, tròng mắt thì đỏ au, mí mắt thì sụp. Người đàn ông hỏi, là mày nhờ người phá trận quỷ mẹ con ở sơn trang Thái Khang hả? Lư Tuấn Phi run sợ nói, không liên quan đến tôi, là một người tên Ngô Bình làm, anh ta là cổ đông của tập đoàn Đường Thị. Sau này nhà họ Đường cũng đã mua lại sơn trang Thái Khang rồi. Người đàn ông, Ngô Bình, nó ở đâu, mày có liên lạc được với nó không? Lư Tuấn Phi vội nói, có, để tôi gọi cho anh ta. Người đàn ông thờ ơ nói, cho mày nửa tiếng để gọi nó đến, không thì tao sẽ giết bố mẹ mày, sau đó sẽ xử mày sau. Lư Tuấn Phi run như cầy sấy, nhớ đến sự khủng khiếp của trận quỷ mẹ con, anh ta sợ muốn chết nên không nghĩ ngợi nhiều mà gọi cho Ngô Bình ngay. Thấy Lư Tuấn Phi gọi đến, Ngô Bình ngẩn ra rồi thoáng do dự, nhưng anh vẫn nghe máy, Lư Tuấn Phi, vẫn còn mặt mũi mà gọi cho tôi à? Lư Tuấn Phi run rẩy nói, Ngô Bình, anh mau đến sơn trang Thái Khang đi, tôi thấy có mấy người trông quỷ quái lắm, họ cứ đi qua đi lại ở chỗ mình từng đào. Tôi sợ họ có liên quan đến trận quỷ mẹ con. Ngô Bình, nhà họ Đường còn giữ nhiều căn nhà của sơn trang này lắm, anh mà không đến, nhớ có chuyện gì thì nhà họ Đường sẽ tổn thất nặng đấy.
Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói, biết rồi, sau đó anh ngắt máy. Ngô Bình nhìn đồng hồ thấy đã hơn 9 giờ tối, anh bảo quản gia chuẩn bị xe rồi đi tới Sơn Trang Thái Khang. Căn biệt thự số 1 ở đó là của anh, không biết Lư Tuấn Phi nói thật hay đùa thì anh vẫn phải đến xem sao. 20 phút sau, xe của anh đã tới nơi, sau đó anh gọi cho Lư Tuấn Phi, anh ta nói một vị trí rồi Ngô Bình lái xe đến đó. Chiếc xe dừng trước một căn nhà, Lư Tuấn Phi đẩy cửa đi ra nói, Ngô Bình, vào đi. Chương 289, đá ngã bằng một cước. Ngô Bình vừa bước vào cửa đã thấy có gì đó là lạ, người đứng trong nhà đều biết võ công. Anh vừa đi vào thì đã có hai người tấn công từ hai phía và chặn đường lùi. Một người đàn ông trung niên mặt trắng nhợt ngồi trên sofa, ông ta quan sát Ngô Bình rồi nghiêm giọng hỏi, chính mày đã phá trận quỷ mẹ con của tao phải không? Ngô Bình lập tức hiểu ra vấn đề, TF lại bẫy anh thêm lần nữa, anh ngoảnh lại nhìn anh ta thì TF cắn răng nói, tôi cũng bị dồn vào bước đường cùng, nếu không dụ anh đến đây thì họ sẽ giết tôi. Ngô Bình khẽ thở dài rồi nói, cậu được nhử được tôi đến đây thì sẽ giữ được mạng chắc. TF chột dạ, định nói gì đó, nhưng Ngô Bình đã quay đi rồi nói với người đàn ông kia, xem ra chính các người đã bày trận quỷ mẹ con hả. Một người đàn ông cười lạnh, đúng, dám phá hỏng chuyện lớn của sư phụ tao, mày giỏi đấy. Ngô Bình gật đầu rồi lấy điện thoại ra, sau đó gọi cho Lý Kim Tượng của Giang Nam Đường, đường chủ, tôi đã bắt được hung thủ bày trận quỷ mẹ con. Họ đang ở nhà của Lư Trấn Sơn tại Sơn Trang Thái Khang. Các ông đến nhanh lên. Nghe thấy Ngô Bình gọi điện xong, ai ở đây cũng nghệt mặt ra, trong lúc này rồi mà Ngô Bình vẫn dám gọi điện cho người khác ư. Bắt nó, người đàn ông cao tuổi lạnh giọng nói. Hai người mặc đồ đen ở phía đối diện lao tới, họ đều là cao thủ cảnh giới khí, đã luyện ra canh khí nên thực lực rất khá. Xong, lại chưa là gì với Ngô Bình cả. Chát chát, Ngô Bình đứng yên. Chỉ giơ tay lên tát hai cái, mà hai tên kia đã ngất xỉu, sau đó anh đi tới gần người đàn ông trung niên rồi nghiêm giọng nói, thần võ ti phá án. Người đàn ông hoảng hốt, mày là người của thần võ ti ư. Ông ta vừa nói dứt câu thì đã Ngô Bình đã tung một quyền tới. Hai người đều ở cảnh giới thần, nhưng một người là cao thủ, còn người kia đã là tông sư. Người đàn ông không thể né được đòn tấn công của Ngô Bình, chưa biết phải ứng phó thế nào thì đã trúng một đòn vào ngực. Cả người ông ta và chiếc sofa đều lộn nhào, người đàn ông hộc máu. Những người còn lại đều cả kinh, sau đó hét lên rồi cùng xông lên. Nhưng tiếc rằng họ chỉ ở cảnh giới khí, Ngô Bình chỉ tung vài chiêu đã hạ gục hết, ai cũng bị thương nặng. Cảnh tượng này khiến TF sợ xanh mặt, Lư Trấn Sơn thì run rẩy đứng dậy nói, Ngô Bình, là Tuấn Phi có lỗi với cháu. Thôi, tôi với cậu ta không còn quan hệ gì hết, Ngô Bình lạnh giọng nói. Sau đó lôi cổ người đàn ông trung niên dậy hỏi, ông bảo sư phụ ông đã bày sát trận, vậy lão ta đâu? Người đàn ông tỏ vẻ thâm độc nói, thằng chó, sư phụ tao là đại sư trận pháp. Mày đã đắc tội với người thì kiểu gì cũng chết thảm thôi. Ngô Bình, đó là chuyện của tôi, không phiền ông lo. Tôi đang hỏi ông là lão già kia đâu? Người đàn ông rất tin tưởng vào sư phụ mình nên lạnh giọng đáp, ở đây. Đúng lúc này, có một người mở cửa đi vào. Một ông lão mặc đồ đen liếc nhìn những người bị thương dưới đất rồi thở dài nói, vô dụng. Lão ta ngẩng đầu lên rồi nhìn thẳng vào Ngô Bình, anh cảm thấy hơi ngạc nhiên. Ông lão này là cao thủ cảnh giới tiên thiên, hơn nữa đã luyện ra thần niệm nên cực khó đối phó. Trên người lão ta còn có nhiều bùa chú, xem ra còn biết chế tạo bùa. Ông lão nhìn Ngô Bình rồi bật cười nói, cậu có thể phá trận quỷ mẹ con của tôi chứng tỏ cũng có chút tài năng. Bây giờ, tôi cho cậu một cơ hội sống. Mau quỳ xuống nhận tôi làm sư phụ, tôi sẽ tha cho cậu tội chết. Nhưng cậu sẽ phải làm việc cho tôi cả đời tuyệt đối trung thành. Ngô Bình nhìn lão ta như nhìn một lão già điên, chút tài mọn của ông mà cũng đòi làm sư phụ tôi à. Ông lão sầm mặt nói, vậy thì chết đi. Dứt lời, ông lão giơ tay lên rồi ném một tờ bùa chú màu đen ra, gió lạnh nổi lên trong phòng khách, một ảo ảnh hình quỷ mơ hồ thét gào rồi bổ nhào về phía Ngô Bình. Anh đứng yên tại chỗ. Sau đó ném tiền phép ra, hai bên va chạm rồi vang lên tiếng nổ mạnh, tiền phép rơi lả tả, còn ảo ảnh kia cũng biến mất. Ông lão ngạc nhiên, lão ta mất nửa tháng trời mới luyện thành loại bùa chú này, uy lực của nó đủ để giết cao thủ cảnh giới tiên thiên, vậy mà lại bị tên này phá mất. Lão ta vẫn còn bùa chú trên người nhưng quyết định không dùng tới nữa, thấy Ngô Bình chỉ ở cảnh giới thần nên lão ta hừ lạnh một tiếng rồi giơ tay đánh vào gáy anh. Thấy thế,
người đàn ông trung niên hô lên, cửu u quỷ trảo. Thằng kia, mày chết chắc rồi. Ngô Bình vội lùi lại tránh, nhưng tốc độ của ông lão quá nhanh, tay lão ta vươn dài ra rồi chộp xuống. Ngô Bình ngửa người ra sau, ông lão đã túm được ngực anh. Sau đó, mắt lão ta lóe lên một tia cay độc, cửu u quỷ trảo có uy lực rất kỳ diệu, dù chúng bất kỳ chỗ nào của đối thủ cũng có thể giết được người đó. Xẹt. Xong, điều khiến người ta bất ngờ là móng tay sắc nhọn của lão ta vừa chạm vào người Ngô Bình như chộp trúng thứ gì đó còn cứng hơn kim loại, móng tay của lão ta gãy hết, lão ta tức đến mức gào lên. Thì ra, lão ta đã chộp vào đúng bộ giáp của Ngô Bình. Đúng lúc này, anh bật tung người lên rồi đá vào mặt lão ta. Ông lão chắc chắn có thể hạ được Ngô Bình sau đòn vừa rồi nên đã để lộ sơ hở, vì thế không thể né được đòn của anh, sau đó cứ thế bị đá trúng mặt. Phụt! Mặt lão ta gần như bị đá cho bẹp dí, người thì bay lùi lại mười mấy mét, sau đó đập mạnh xuống một chiếc bàn. Ngô Bình nhào tới ngay, nhân lúc lão ta đang choáng váng thì tung thêm ba quyền nữa, ông lão bị đánh cho không còn sức để phản kháng. Giác! Ngô Bình tung đòn cuối vào cổ lão, làm người lão ta tê liệt. Anh Lục tìm trên người lão ta thì thấy một cái túi bùa chú và một cái túi bách thảo, bên trong có rất nhiều đồ lộn xộn. Cất đồ đi xong, anh hỏi lão ta, ông là ai? Ông lão đang rất phẫn hận, mình là một cao thủ cảnh giới tiên thiên mà lại thua dưới tay một thằng trẻ danh. Lão ta không cam tâm, tức giận, sau đó đã ngất xỉu vì quá phẫn nộ. Những người nằm dưới đất đều tỏ vẻ tuyệt vọng. Đến sư phụ còn thua thì họ xong đời rồi. Tầm chục phút sau, một người đàn ông cao lớn dẫn theo một nhóm người xông vào. Người đó chính là Lý Kim Tượng, ông ta cười nói, phó đường chủ, không ngờ cậu ra tay nhanh thế, một mình mà giải quyết được cả đám thế này. Ngô Bình bắt tay với Lý Kim Tượng, đường chủ Lý, tôi chờ mọi người mãi. Lý Kim Tượng cười nói, chúng tôi đến rồi đây. Sau đó, ông ta liếc nhìn ông lão nằm dưới đất rồi ngạc nhiên nói, Lệ Cửu U. Phó đường chủ Ngô, đây là tội phạm bị truy nã cấp S cộng, thế mà cậu hạ được, giỏi quá. Chương 290, cược xúc sắc. Hả, lão ta chính là Lệ Cửu U sao? Ngô Bình thoáng ngạc nhiên, quỷ trận mẹ con chính là kiệt tác của hắn ta. Mọi người giải lão về xong phải thẩm vấn cho rõ ràng. Yên tâm đi, Lý Kim Tượng đáp, lão sẽ phải khai thôi. Tất cả 9 người đều bị giải đi, Lý Kim Tượng dặn dò thêm vài câu rồi cũng đi khỏi đó. Con cá lớn như Lệ Cửu U ông ta phải đích thân thẩm vấn. Đến lúc này, Lư Tuấn Phi nãy giờ sợ hãi đến không dám thở mạnh mới cẩn trọng hỏi, Ngô Bình, rốt cuộc anh là người thế nào vậy? Ngô Bình quay đầu sang lạnh lùng nói, tôi là người thế nào thì liên quan gì đến cậu? Lư Tuấn Phi cứng họng, há miệng định nói gì đó nhưng cuối cùng lại không thốt nên lời. Đừng gọi điện cho tôi nữa, Ngô Bình dứt lời rồi đi ra khỏi nhà họ Lư, bóng anh khuất dần. Một hồi lâu sau, Lư Tuấn Phi đột nhiên đưa tay tự tát mình đánh bốc một cái, lầm bầm, mình đúng là đồ ngu. Sao mình không nhận ra anh ta không phải người bình thường từ sớm chứ? Lư Chấn Sơn vỗ vai con trai mình nói, Tuấn Phi, cũng may cậu ấy là người trung hậu, nếu là người khác thì chúng ta đã chết không rõ lý do rồi. Sau này con đừng chọc giận cậu ấy nữa. Lư Tuấn Phi thở dài, bất lực ngồi phệt xuống đất lầm bầm, bọn con vốn là anh em tốt. Nếu như, nói được nửa chừng, anh ta cúi đầu. Im lặng không nói nữa. Ngô Bình tiện đường quay lại biệt thự Thái Khang xem xét qua nhà cửa. Đường Tử Di đã cử tới một người giúp việc giúp anh quét dọn nhà cửa, thuận tiện cho anh có thể vào ở bất cứ lúc nào. Đêm đó anh ở lại biệt thự Thái Khang. Sau khi tắm rửa thay quần áo sạch sẽ xong, anh lên tầng thượng, bắt đầu luyện đoàn thể thuật. Anh đã thành thục toàn bộ nhóm 8 động tác đầu, hiện giờ tập liền mạch đem lại hiệu quả rất lớn. Vừa luyện được 2 lần thì Diệp Huyền gọi tới. Tiếng trong điện thoại rất ồn, có cả tiếng người nói và tiếng nhạc. Tiền bối, đệ tử đang ở quán Ba Hắc Long. Ở đây có vài em xinh tươi, tiền bối mau tới đây. Ngô Bình hạn hán lời, tôi không có hứng thú với các cô xinh tương, anh cứ thụ lộc một mình đi. Diệp Huyền vội vã nói, tiền bối, thật đó, là cực phẩm luôn đó, tiền bối mà không đến là hối hận đấy nhé. Hơn nữa đệ tử sắp hết tiền rồi, người mang cho đệ tử một ít tới đây đi. Ngô Bình thoáng giật mình. Diệp Huyền dù là một gã lăng nhăng nhưng anh là sư thúc tổ của anh ta, vốn dĩ những chuyện thế này Diệp Huyền sẽ không tìm tới anh. Vậy mà hôm nay Diệp Huyền lại gọi điện nói như vậy, có lẽ nào là do có nguyên nhân khác. Nghĩ vậy, anh đáp, được, tôi lập tức tới. Anh dứt lời thì Diệp Huyền cũng cúp điện thoại. Ngô Bình vội vã thay quần áo,
mở định vị rồi lái xe tới quán ba Hắc Long. Quán ba này cách chỗ anh chừng 7 cây số, lúc đó không nhiều xe nên chưa tới 8 phút Ngô Bình đã tới quán ba đó rồi. Ở cửa quán ba có một đám thanh niên, trai có gái có đang hút cần. Thấy Ngô Bình đi tới, một tên ở cạnh đó gọi anh lại hỏi, có mã số không? Ngô Bình không biết mã số là gì, cười đáp, bạn tôi đang ở bên trong, cậu ta gọi tôi đến chơi cùng. Tên kia đánh giá Ngô Bình một lượt rồi đáp, không có mã số thì khỏi vào. Ngô Bình rút ví ra, lấy 1.000 tệ đưa cho tên gác cửa, cười nói, người anh em, giúp đỡ tôi chút nhé. Có tiền thì việc gì cũng dễ giải quyết, gã thanh niên kia khua khua tờ chi phiếu trong tay, nói, vào đi, lần sau không chiếu cố cho nữa đâu. Ngô Bình đẩy cửa bước vào, bên trong toàn những mùi kỳ lạ. Những đôi trai gái quấn lấy nhau, lắc lư điên loạn theo tiếng nhạc. Trên thế giới này có hai kiểu người, một là người thích ba sàn bay lắc, hai là người không ưa những chốn này. Ngô Bình là kiểu thứ hai, cho nên không gian ở đây anh không thể nào thích ứng nổi. Anh đưa mắt tìm kiếm Diệp Huyền. Quán ba này không nhỏ, anh tìm một vòng mà vẫn không thấy Diệp Huyền đâu. Anh mở mắt thấu thị, nhìn vào bên trong các phòng. Trong lúc mở mắt thấu thị anh không suy nghĩ gì nhiều. Thế nhưng vừa quét qua vài căn phòng thì anh trợn tròn mắt lên. Trong căn phòng nhỏ đó có một đôi nam nữ đang thử đủ loại tư thế vận động, còn đặc sắc hơn cả trong phim. Trong một căn phòng khác, Diệp Huyền tay đang ôm hai cô gái. Đối diện anh ta là hai người đàn ông, hai bên đang cược tiền chơi trò gì đó. Diệp Huyền hình như đã thua rất nhiều, Ngô Bình thấy chán anh ta đã toát mồ hôi. Ngô Bình lập tức đi về phía căn phòng đó, nhưng đang định đẩy cửa bước vào thì bị một kẻ chặn lại, hỏi, làm gì đấy? Anh đáp, bạn tôi ở bên trong, cậu ta hẹn tôi đến cá cược. Nghe nói đến cá cược, kẻ kia mới gật đầu cho anh vào. Cửa mở ra, Diệp Huyền đang ngồi trong phòng, thấy Ngô Bình tới, anh ta như thở phào nhẹ nhõm, cười nói, tiền bối, người đến rồi, đệ tử sắp thua sạch tiền rồi. Ngô Bình ngồi xuống cạnh Diệp Huyền, sau đó đánh giá hai người đàn ông ngồi đối diện. Hai người này đều có tu vi nhưng cũng không cao, loại người như vậy mà Diệp Huyền cũng sợ sao. Nhưng Ngô Bình nhanh chóng phát hiện ra có điều gì đó không đúng lắm. Diệp Huyền vô cùng lo sợ, nói nhỏ với anh, tiền bối, người đặt cược giúp đệ tử sẽ từ từ nói với người. Ngô Bình gật đầu, hai bên chơi xúc sắc, cược to nhỏ, mỗi ván 5 triệu tệ, Diệp Huyền đã thua hơn 200 triệu tệ rồi. Đối phương là kẻ lão luyện, nếu còn cược tiếp thì Diệp Huyền chắc chắn sẽ thua hết sạch. Bên cạnh có một nữ phục vụ lắc xúc sắc, nữ phục vụ này rất nghiệp dư, thế nhưng càng nghiệp dư thì càng dễ dở thủ đoạn. Nữ phục vụ úp xúc sắc xuống, người đàn ông đối diện hỏi, đặt cửa to hay cửa nhỏ? Ngô Bình cười đáp, cửa nhỏ. Người đàn ông kia có kỹ năng nghe xúc sắc thần sầu biết âm thanh này chỉ có thể là cửa to nên hắn ta đáp, được, vậy tôi đặt cửa to. Ngô Bình, khoan đã, 5 triệu tệ còn ít quá, chơi hẳn 100 triệu đi. Đối phương càng cười rạng rỡ hơn, đáp 100 triệu. Được, vậy theo ý cậu. Hắn ta lấy ra một tờ chi phiếu, để lên bàn. Ngô Bình hỏi Diệp Huyền, còn tiền không? Diệp Huyền lấy ra mấy tờ chi phiếu. Có tờ 100 triệu, có tờ 200 triệu. Anh ta lấy ra tờ chi phiếu 100 triệu tệ đập lên bàn, nói, mở đi. Người phục vụ nhấc cái chụp xúc sắc lên. Khi người phục vụ nhấc lên, Ngô Bình nhanh chóng dùng thị lực điều chỉnh con xúc sắc. Vốn dĩ là 13 điểm, cửa to thắng nhưng giờ chỉ còn 9 điểm, cửa nhỏ thắng. Người đàn ông ngồi đối diện mặt biến sắc, nhìn đi nhìn lại. Không sai, là 9 điểm, nhưng không đúng. Khả năng nghe xúc sắc của hắn ta là thiên hạ vô song, không thể sai được. Hơn nữa xúc sắc này hắn đã kiểm tra, không có vấn đề gì. Hắn ta nheo mắt lại đánh giá Ngô Bình rồi hỏi, anh bạn luyện cung phu sao? Ngô Bình đáp, tôi luyện cái gì thì liên quan gì đến việc đặt cược? Đối phương cười lạnh, tôi nghe nói có một số cao thủ có thể dùng nội công làm dung bàn, thay đổi điểm số của xúc sắc. Anh bạn làm được việc này sao? Ngô Bình nhìn hắn ta đáp, anh nghi ngờ tôi ăn gian sao? Anh đứng dậy nói, thế này đi, tôi sẽ đứng ra xa, không chạm vào bàn. Anh thấy thế nào? Người đàn ông gật đầu, như vậy là tốt nhất. Diệp Huyền mỉm cười nhận lấy tờ chi phiếu, vòng cược thứ hai bắt đầu. Nữ phục vụ lắc khoảng nửa phút thì hạ xúc sắc xuống mặt bàn. Người đàn ông kia suy nghĩ chừng 10 giây rồi nói, tôi đặt cửa lớn. Lần này tôi cược 200 triệu tệ. Ngô Bình đáp, vậy thì tôi chỉ có thể đặt cửa nhỏ, nói rồi anh cầm tờ chi phiếu ném lên bàn. Nữ phục vụ mở cái chụp ra,
tất cả mọi ánh nhìn dồn vào những con xúc sắc. 7 điểm, Diệp Huyền cười lớn, tiền bối, người quá đỉnh. Thấy Diệp Huyền đã thu hồi vốn, người đàn ông kia mặt sầm lại, nhìn chòng chọc Ngô Bình lạnh lùng hỏi, cậu ăn gian kiểu gì vậy? Chương 291, Hanami Tsukihime. Ngô Bình nheo mắt lại đáp, chú ý từ ngữ của anh, không có chứng cứ thì đừng có vu khống cho người khác. Diệp Huyền đắc ý nói, tôi nói với các anh rồi, nếu không chơi nổi thì cúp đuôi rời khỏi đây đi. Thua thì cũng thôi đi nhưng giờ lại còn ăn vạ, như vậy chẳng phải ngớ ngẩn lắm hay sao? Người đàn ông kia nhắm mắt lại, suy nghĩ chừng 30 giây rồi nói, được, vậy chúng ta cược tiếp. Nhưng lần này tôi yêu cầu chúng ta sẽ dùng 12 viên xúc sắc. Hơn nữa lần này sẽ cược 300 triệu tệ. Ngô Bình hỏi, 12 viên xúc sắc thì chơi kiểu gì? Người đàn ông, đoán số lẻ, đoán xem có bao nhiêu con xúc sắc ra số lẻ. Đoán chuẩn thì sẽ thắng. Ngô Bình nhìn hắn ta, hỏi, nếu cả hai bên đều đoán sai thì sao? Người đàn ông, nếu cả hai đều đoán không chuẩn thì chơi lại. Ngô Bình khẽ gật đầu, được, vậy cược số lẻ đi. Một người đàn ông khác ngồi cạnh người vừa nói chuyện với Ngô Bình lấy ra một tờ giấy trắng, viết lên đó 12 chữ số từ 1 đến 12 rồi đặt lên bàn. Nữ phục vụ bỏ 12 con xúc sắc vào trong cái chụp, bắt đầu sóc. Âm thanh nghe vô cùng hỗn loạn, thách thức khả năng nghe xúc sắc của người đàn ông kia. Ngô Bình thì còn chẳng thèm nghe bởi anh chỉ cần liếc một cái là biết bên trong có bao nhiêu số lẻ. Bốp! Những con xúc sắc được đặt xuống bàn, người đàn ông hỏi Ngô Bình, cậu cược số mấy? Ngô Bình đáp 5, nói rồi anh di tờ chi phiếu 300 triệu đến chữ số 5 trên tờ giấy. Người đàn ông kia thì di tờ chi phiếu của mình đến chỗ chữ số 6, bình thản nói, lần này e là cậu thua rồi. Mở đi! Nữ phục vụ mở chụp xúc sắc, mặt hai người đàn ông kia trắng bệch ra. Bởi đúng như Ngô Bình nói, có 5 viên xúc sắc có số lẻ. Cậu, người đàn ông kia vừa kinh ngạc vừa giận dữ, chỉ vào mặt Ngô Bình hỏi lớn, sao cậu làm được vậy? Ngô Bình lạnh lùng đáp, kỹ năng nghe xúc sắc của anh quả thực là thượng thừa nhưng sông có khúc, người có lúc sai, nhầm lẫn cũng là khó tránh khỏi đúng không? Người đàn ông kia hừ một cái đáp, hôm nay tạm đến đây thôi. Chúng ta đi. Hai người đó đứng dậy rồi rời khỏi phòng. Nữ phục vụ và hai cô gái ban nãy cũng ra ngoài theo nên trong phòng chỉ còn lại Ngô Bình và Diệp Huyền. Ngô Bình hỏi, anh lại giở trò gì vậy? Sao lại chạy tới đây cá cược với người ta? Diệp Huyền cười khổ, tiền bối, đệ tử cũng không muốn cược. Hôm nay là do đen đủi, gặp phải một người phụ nữ ghê gớm. Đệ tử lỡ đâm lao rồi nên đành phải theo lao thôi. Thế rồi, Diệp Huyền kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Ngô Bình nghe. Hóa ra hôm nay anh ta hẹn vài người bạn ở Vân Kinh đến đây chơi. Họ vừa ngồi xuống thì thấy một cô gái xinh đẹp ngồi ở bàn bên cạnh. Diệp Huyền và mấy cậu bạn kia lập tức thả thính, kết quả cô gái kia rất thẳng thắn, nói rằng ai cược tiền thắng được trong căn phòng đó thì đêm nay sẽ lên giường với người đó. Nhưng nếu thua thì phải trả cô ta cái mạng. Cứ như vậy, ba người bạn của Diệp Huyền đều thua hết sạch rồi lần lượt bị lôi ra ngoài, giờ sống chết thế nào không rõ. Đến lượt anh ta thì đoán được lần này gặp phải ca khó rồi nên lấy lý do thiếu tiền để gọi Ngô Bình đến giải vây giúp. Hai người họ đang nói chuyện thì cửa phòng mở ra. Một cô gái xinh đẹp kiểu cổ điển mặc bộ sườn xám trắng bước vào. Mái tóc được búi gọn, ánh mắt hiền hòa, cô ta nói, anh Diệp, anh đã thắng cược. Có điều, người đặt cược không phải anh nên ván cược này không tính. Diệp Huyền không dám nói gì, núp sau lưng Ngô Bình. Ngô Bình quan sát cô gái này. Cô ta thực ra là cao thủ cảnh giới thần, trên người còn có mười mấy thứ ám khí. Quả thực đây là một nhân vật không nên dây vào. Anh đứng dậy, nói, bạn tôi chẳng qua chỉ muốn chào hỏi cô, vậy mà cô gài bẫy, không những định lừa tiền mà còn định lấy cả mạng cậu ấy sao? Người phụ nữ lạnh lùng đáp, loại háo sắc như anh ta dám buông lời trêu ghẹo tôi. Thế mà không đáng chết sao? Ngô Bình cau mày, dám coi mạng người như cỏ rác. Ai cho cô lá gan làm vậy? Anh đang giáo huấn tôi sao? Người phụ nữ nhìn Ngô Bình, ánh mắt đã trở nên lạnh lẽo. Ngô Bình cười lạnh, nếu cô muốn động chân tay thì đổi chỗ khác. Ở đây không thuận tiện. Người phụ nữ kia kiềm chế lại sát khí của mình, bình thản đáp được, anh có gan thì tôi theo. Ngô Bình ném chìa khóa nhà cho Diệp Huyền rồi nói, đến nhà tôi đi, biệt thự Thái Khang số 1. Diệp Huyền vội vã hỏi, tiền bối, người không đưa đệ tử theo sao? Ngô Bình, cậu quá vướng chân. Nói rồi anh đi vào thang máy cùng người phụ nữ kia. Thang máy đi xuống 3 tầng,
Ngô Bình tưởng bên ngoài là bãi đỗ xe dưới lòng đất nhưng sau đó anh mới phát hiện ở đó có một võ quán. Trong sảnh lớn của võ quán, có hai hàng học viên đang ngồi. Một người thanh niên đang biểu diễn các chiêu thức cho đám người đó xem. Nghe những người này nói chuyện, Ngô Bình mới nhận ra đây đều là người Đông Doanh. Người phụ nữ ban nãy quay người lại, đột nhiên khom người hành lễ với Ngô Bình. Ngô Bình tiên sinh, ban nãy đã thất lễ rồi. Ngô Bình cau mày, cô biết tôi sao? Người phụ nữ đáp, đúng vậy, tôi tên là Hanami Tsukihime, tên tiếng Viêm Long là Lạc Mộng Trần. Lạc Mộng Trần, Ngô Bình đột nhiên nhớ ra, cô là chắt của Lạc Trường Sinh sao? Lạc Mộng Trần khẽ gật đầu đáp, đúng vậy, ban nãy để khiến Ngô Bình tiên sinh ra mặt, tôi không còn cách nào đành phải quấy rầy Diệp Huyền. Thực lòng xin lỗi. Ngô Bình cười lạnh, sao cô biết tôi đang ở Vân Kinh? Lại còn biết tôi quen biết với Diệp Huyền. Lạc Mộng Trần, xin Ngô Bình tiên sinh đừng tức giận, tôi chỉ muốn gặp tiên sinh một lần. Ngô Bình, cô gặp tôi để làm gì? Lạc Mộng Trần ngẩng đầu nhìn anh đáp, Ngô Bình tiên sinh, để báo đáp ơn anh cứu mạng ông cố tôi bằng lòng gả cho anh, làm vợ anh. Ngô Bình con người mắt như muốn nhảy ra ngoài, gả cho tôi. Lạc Mộng Trần gật đầu, số tiền 10 tỷ tỷ Đông Doanh mà anh yêu cầu là một con số quá lớn. Tôi phải xuất hiện với tư cách vợ của anh thì mới có thể huy động số tiền lớn như vậy. Hơn nữa, việc đầu tư sau này cũng cần có tôi tham gia. Ngô Bình xua tay, tôi và ông cố của cô chỉ nhắc tới tiền chứ không nhắc tới chuyện tôi sẽ lấy cô. Lạc Mộng Trần cười đáp, hai việc này đâu có mâu thuẫn, quan hệ của chúng ta chỉ là giả, không phải vợ chồng thật. Ngô Bình thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt. Lạc Mộng Trần mời Ngô Bình đi vào căn phòng phía trong. Người hầu trong đó dâng trà lên, Lạc Mộng Trần tự tay rót cho Ngô Bình, nói, Ngô Bình tiên sinh, chúng ta nói chuyện đầu tư đi. Khoản đầu tư 700 tỷ có rót vào lĩnh vực nào cũng có thể tạo nên một cơn chấn động. Vậy nên chúng ta phải lên kế hoạch cẩn thận. Lạc Mộng Trần gật đầu nói tiếp, tốt nhất nên mua những thứ có thể thay đổi giá trị, ví dụ như thu mua một số công ty có tiền đồ phát triển, hoặc thành lập một quỹ đầu tư thiên thần. Nói đến đầu tư, Ngô Bình vốn đã có dự định đang ấp ủ, đầu tư thiên thần không tệ, nhưng cụ thể cần làm gì? Lạc Mộng Trần, sau khi chúng ta kết hôn, tôi sẽ tiếp tục đổ vốn 700 tỷ vào công ty đó. Đợi sau khi chúng ta ly hôn tôi sẽ tuyên bố tặng lại toàn bộ tài sản cho anh. Ở nước của anh, chuyển nhượng tài sản giữa vợ và chồng không cần đóng thuế. Ngô Bình, vậy được, tôi sẽ nhanh chóng thành lập công ty đầu tư. Nhưng chuyện chúng ta kết hôn tuyệt đối không được truyền ra bên ngoài. Ai ngờ, Lạc Mộng Trần lắc đầu đáp, Ngô Bình, việc chúng ta kết hôn bắt buộc phải công bố rộng rãi, thậm chí là tổ chức vô cùng hoành tráng. Bởi sau lưng tôi còn có tập đoàn tài chính Sanio, tôi không thể âm thầm đi lấy chồng. Chúng ta phải tổ chức hôn lễ long trọng ở Đông Doanh, đến lúc đó rất nhiều người nổi tiếng sẽ tham gia. Ngô Bình sợ hết hồn, vốn anh định âm thầm làm giấy tờ kết hôn giả, lấy được tiền rồi thì âm thầm ly hôn. Anh đâu có biết mọi chuyện lại phức tạp đến vậy. Sắc mặt anh trở nên vô cùng khó coi, Lạc Trường Sinh chưa từng nhắc vấn đề này với tôi. Lạc Mộng Trần cười đáp, Ngô Bình. Mặc dù việc kết hôn cần tổ chức long trọng và hơi phức tạp một chút nhưng cũng chỉ mất vài ngày, nhiều nhất là một tuần là chúng ta có thể về nước rồi. Ngô Bình xua tay, không được, chuyện này cần phải bàn lạc kỹ hơn. Đột nhiên, cửa phòng bị đẩy ra, một người đàn ông cao to đứng ở cửa hằn học nhìn Ngô Bình. Người này chính là người thanh niên dạy võ khi nãy. Lạc Mộng Trần mặt lộ vẻ giận dữ, nói bằng tiếng Đông Doanh, lui xuống. Nhưng người đàn ông đó vẫn đứng im không động đậy. Hắn ta chỉ vào mặt Ngô Bình, gầm lên, thằng khốn, Aoki Tsuyoshi tao muốn thách đấu mày. Chương 292, con nhà giàu. Ngô Bình cau mày, cảm thấy rất khó hiểu nhưng anh vẫn đứng dậy bình tĩnh nói, anh không đủ tư cách để khiêu chiến với tôi. Có điều, tôi sẽ cho anh biết rõ khoảng cách giữa hai chúng ta, tôi sẽ đánh bại anh chỉ với một chiêu. Aoki Tsuyoshi giận dữ, khốn nạn, thằng ngông cuồng này, tao là võ sư Aikido cửu đẳng. Nghe đến đây Ngô Bình bật cười, anh hỏi Lạc Mộng Trần, tên ngốc này không nhận ra tôi là tông sư cảnh giới thần sao? Lạc Mộng Trần cười khổ, Ngô Bình tiên sinh, anh ấy là con trai quản gia của chúng tôi, từ nhỏ đã bầu bạn cùng tôi. Sau khi biết tin tôi sẽ lấy anh thì anh ấy không thể chấp nhận được. Xin hãy tha thứ cho anh ấy. Ngô Bình, tôi không trách anh ta, chỉ đơn giản là chấp nhận lời khiêu chiến thôi. Nói rồi, anh đi ra khỏi phòng, đi tới phòng tập của võ quán. Aoki Tsuyoshi đã vào thế, trầm giọng nói, xuất chiêu đi. Bốp!
Ngô Bình tung một cú đấm nhanh như chớp, Aoki Tsuyoki còn chưa kịp phản ứng thì cú đấm của Ngô Bình đã lao tới rồi. Thịch! Một âm thanh nặng nề vang lên, Aoki Tsuyoki bị đánh bay mấy mét. Anh ta rơi xuống đất rồi phun ra một ngụm máu, sau đó kinh hoàng nhìn Ngô Bình. Lạc Mộng Trần đi tới, khẽ thở dài nói với Aoki Tsuyoki, Ngô Bình tiên sinh là tông sư cảnh giới thần đích thực. Cảnh giới của anh ấy còn cao hơn cả sư phụ của anh, sao anh có thể là đối thủ của anh ấy được kia chứ? Aoki Tsuyoki ôm đầu khóc vì đau đớn. Không rõ là vì đau lòng vì Lạc Mộng Trần sắp lấy Ngô Bình hay là do bị đánh bại nữa. Lạc Mộng Trần cúi đầu xin lỗi, tôi thay mặt anh ấy xin lỗi anh. Ngô Bình hờ hững đáp, không sao. Ngô Bình dừng lại một lát rồi nói tiếp, hôn sự của hai chúng ta, để tôi tìm Lạc Trường Sinh bàn bạc thêm. Cáo từ. Lạc Mộng Trần vội vã đứng dậy tiễn anh, Ngô Bình tiên sinh đi thong thả. Sau khi tiễn Ngô Bình vào thang máy, Aoki Tsuyoki đột nhiên bật dậy nói, Hanami, em thực sự muốn gả cho gã đàn ông Viêm Long đó sao? Hắn ta thực sự không xứng với em. Im miệng, Lạc Mộng Trần nổi giận, đây là mệnh lệnh của ông cố tôi bắt buộc phải phục tùng. Hơn nữa anh ấy là tông sư cảnh giới thần, tiền đồ vô cùng rộng mở. Aoki Tsuyoki nổi giận, chẳng qua công phu của hắn ta lợi hại hơn anh. Trong vòng 3 năm, anh chắc chắn sẽ đánh bại hắn. Lạc Mộng Trần khẽ thở dài đáp, Aoki, tôi biết tấm lòng của anh, nhưng chuyện hai chúng ta là không thể nào. Giờ anh lập tức thu dọn hành lý quay về Đông Doanh, tôi sẽ tiếp quản võ quán. Aoki Tsuyoki ngẩn người, Hanami, em sợ anh làm hỏng việc của em nên đuổi anh đi sao? Lạc Mộng Trần, anh chỉ cần tuân theo mệnh lệnh, những việc khác không cần hỏi. Aoki Tsuyoki trong lòng không phục nhưng là bề tôi, anh ta sau cùng chỉ đành cúi đầu đáp, vâng. Lạc Mộng Trần quay lại căn phòng ban nãy, nói, hiện thân đi. Hai cô gái mặc trang phục ninja bước ra, quỳ trước mặt Lạc Mộng Trần, chủ nhân. Lạc Mộng Trần, Hoshi, Mio, hai cô thấy Ngô Bình này thế nào? Hai cô gái này đều che mặt, chỉ để lộ ra hai con mắt. Một trong hai cô gái đó giọng vô cùng dịu dàng, đáp chủ nhân, người này xuất thân từ danh môn, tu vi cao thâm. Nếu như nhân phẩm không có vấn đề thì quả là một đối tượng tốt. Cô gái còn lại giọng trong trẻo nhưng lạnh lùng, chủ nhân đã thích thì là tốt. Lạc Mộng Trần khẽ thở dài, sau khi ông cố ra đi, nội bộ tập đoàn vô cùng lục đục. Nếu tôi không hành động ngay thì đến cả cổ phần trong tay cũng không giữ được. Ngô Bình này có lẽ có thể giúp tôi vượt qua ải khó này. Cô gái dịu dàng ban nãy nói, chủ nhân, chỉ cần ông cụ cố quay lại thì sẽ không còn vấn đề gì nữa. Lạc Mộng Trần lắc đầu, không đơn giản như vậy đâu. Cho dù ông cố tôi có quay lại thì chưa chắc bọn họ đã chịu thừa nhận. Nếu không thì ông cố cũng đã không bảo tôi chuyển tài sản sang nước Viêm Long. Nói đến đây, Lạc Mộng Trần bất lực, thôi bỏ đi, những chuyện này để sau hãy nói. Hoshi, Mio, hai người sắp xếp một chỗ ở lâu dài cho tôi. Vâng, hai cô gái kia cúi đầu vâng lệnh. Ngô Bình ra khỏi khách sạn thì thấy Diệp Huyền vẫn còn le ve ở đó. Anh ta và ba người khác đang đứng đó đợi anh. Thấy Ngô Bình đi ra, Diệp Huyền ha ha cười lớn, tiền bối, vất vả rồi. Đây là ba người anh em của đệ tử. Ba người đó đều còn trẻ, vừa nhìn là biết đây là đám công tử nhà giàu của Vân Kinh. Dù không giàu nứt đố đổ vách được như Diệp Huyền nhưng cũng không chênh lệch nhiều. Ngô Bình gật đầu, xin chào. Diệp Huyền cười nói, các anh em, nếu không nhờ có tiền bối của tôi giúp đỡ thì đời các cậu đã đi tong rồi. Ba người họ trước đó bị đưa đi nên ai cũng hoảng sợ. Sau khi được thả ra, Diệp Huyền liền đem công trạng đó gán cho Ngô Bình. Vậy nên ba người kia vô cùng cảm kích anh. Một thanh niên tóc xù như điện giật dáng cao gầy, da trắng, mặt mũi trông cũng rất tuấn tú cười nói, cậu chủ Ngô, hôm nay cảm ơn anh nhiều, lát nữa để tôi mời anh uống rượu nhé. Xin tự giới thiệu, tôi tên là Thiệu Tôn, mọi người gọi thân mật là Tiểu Tôn. Ngô Bình gật đầu đáp, nhà họ Thiệu ở Vân Kinh tôi đã nghe danh từ lâu. Nhà họ Thiệu một trong bốn gia tộc lớn nhất Vân Kinh, là trùm trong giới đầu tư về lĩnh vực y tế, tranh hùng tranh bá với nhà họ Đường. Anh đã nhiều lần nghe Đường Tử Di nhắc tới họ. Thiệu Tôn cười đáp, anh cũng biết nhà họ Thiệu chúng tôi sao? Diệp Huyền chen vào, bạn gái của tiền bối tôi chính là Đường Tử Di. Mấy người kia đều sững sờ, cái gì? Bạn trai của Đường Tử Di sao? Đường Tử Di được bình chọn là một trong tứ đại mỹ nhân đất Vân Kinh. Mấy cậu trai này đều từng theo đuổi cô nhưng công cốc. Thật không ngờ, cô ấy lại là bạn gái của cậu chủ Ngô trước mặt. Vinh hạnh,
cậu chủ Ngô có thể chinh phục Đường Tử Di thì đúng là xứng đáng làm sư phụ tôi. Một người thanh niên mặt tròn mỉm cười bắt tay với Ngô Bình. Mắt anh ta nhỏ, tổng thể giao diện trông khá giải trí. Tôi xin giới thiệu một chút, tôi tên Ngưu Đống Đống. Diệp Huyền, tiền bối, nhà họ Ngưu chuyên khai thác khoáng sản, mấy năm nay còn lấn sân sang ngành điện tử. Một thời gian nữa công ty nhà cậu ấy lên sàn chứng khoán thì giá trị ít nhất phải lên tới hàng trăm tỷ. Ngô Bình mỉm cười đáp, ngành khoáng sản hiện đang rất có triển vọng. Điều này là thật bởi anh nhìn thấy trên đầu Ngưu Đống Đống có ánh sáng hồng, đó là tướng đại phú đại quý. Đây rất có thể là điềm báo về sự thịnh vượng của nhà họ Ngưu sau này. Ngưu Đống Đống cười khổ, có triển vọng gì chứ, bố tôi giờ đang sầu não vì không có vốn đây. Ngô Bình giật mình, đang thiếu vốn sao? Tôi thì đang định tìm chỗ đầu tư, có cơ hội chúng ta thử bàn bạc xem. Diệp Huyền cười nói, Tiểu Đống, cậu gặp được thần tài rồi đấy. Tiền bối của tôi là cổ đông tập đoàn Đường Thị, nói không chừng sẽ rót cho nhà cậu mấy chục tỷ đấy. Ngưu Đống Đống kinh ngạc, cậu chủ Ngô, vậy chúng ta phải bàn bạc thật kỹ mới được. Người cuối cùng trong số ba người đó cũng tới bắt tay Ngô Bình. Người này đeo kính, trông rất nho nhã tri thức. Anh ta tự giới thiệu, cậu chủ Ngô, tôi tên Tô Vấn. Hôm nay vô cùng cảm ơn anh ra tay tương trợ. Diệp Huyền, tiền bối, nhà cậu ấy làm ngành tài chính. Mấy quỹ tài chính lớn nhất ở nước ta đều có nhà cậu ấy góp phần. Tiền bối sau này muốn đầu tư tài chính thì tìm cậu ấy là chuẩn không cần chỉnh. Ngô Bình cười đáp, được, hy vọng sau này chúng ta có cơ hội hợp tác. Diệp Huyền hắng giọng nói, hôm nay giới thiệu với các cậu tiền bối của tôi. Không cần hỏi nhiều, chỉ cần biết tiền bối của tôi cực kỳ lợi hại là được rồi. Tô Văn cười nói, Diệp Huyền, cậu đừng có thừa nước đục thả câu, giới thiệu mau. Diệp Huyền gật đầu, việc tiền bối tôi là cổ đông của Đường Thị không cần nhắc nữa nhỉ, tiền bối còn là cao thủ võ lâm, là tông sư cảnh giới thần. Có biết cái gì gọi là tông sư cảnh giới thần không? Chu Phật sinh năm xưa mà so với tiền bối tôi thì chỉ là cái R sao? Chương 293, Giáp bà. Mấy cậu con nhà giàu kia đều sửng sốt, bọn họ đương nhiên đều biết tới Chu Phật sinh. Cách đây không lâu, ông ta là nhân vật máu mặt hàng đầu giới giang hồ Vân Kinh, thế nhưng sau đó đột nhiên biến mất nên giới giang hồ Vân Kinh chỉ còn mình Từ Quý Phi là ông trùm. Diệp Huyền, tiền bối của tôi còn là thần y, nhà họ Bạch ở Thanh Thành, Triệu Trụ Quốc ở Kinh Sư đều được tiền bối của tôi chữa cho khỏi bệnh. Ba cậu trai kia đưa mắt nhìn nhau, cảm giác Ngô Bình giống như thần tiên chứ không phải người thường. Diệp Huyền tiếp tục nói, đúng rồi, Từ Quý Phi ở Vân Kinh rất thân thiết với tiền bối. Sau này các cậu có việc gì thì chỉ cần đến tìm tiền bối tôi. Thiệu Tôn nói, quả thực còn có chuyện này xin nhờ anh Ngô giúp đỡ. Diệp Huyền trợn mắt lườm anh ta, cậu thì có chuyện gì được hả? Thiệu Tôn, đây không phải nơi thích hợp để trò chuyện, chúng ta tới quán trà phía trước nói chuyện nhé. Cách đó không xa có một quán trà, gọi là quán trà nhưng giống tụ điểm đánh bài hơn. Ông chủ vừa nhìn thấy đám Thiệu Tôn là vội vàng chạy ra đón, sau đó xếp cho họ phòng tốt nhất. Sau khi chủ quán trà đi khỏi, Diệp Huyền lấy từ cái túi ra vài tờ chi phiếu, nói với Ngô Bình, tiền bối, 600 triệu tệ này là tiền bối giúp đệ tử thắng được, đương nhiên là phải thuộc về tiền bối. Nói rồi, anh ta đưa mấy tờ chi phiếu cho Ngô Bình. Ngô Bình hỏi, anh thua mất bao nhiêu? Diệp Huyền, vẫn ổn, đệ tử thua mất 250 triệu tệ. Ngô Bình liền rút ra tờ chi phiếu 300 triệu tệ đưa cho Diệp Huyền nói, nhận lấy đi, để bù lỗ. Phần dư ra là tôi mừng tuổi anh. Diệp Huyền cười hi hi đáp, đội tạ công ơn tiền bối, vậy đệ tử không khách sáo nữa. Nói rồi, Diệp Huyền nhanh chóng nhận lấy tờ chi phiếu. Thấy Ngô Bình vừa vung tay một cái là đem cho 300 triệu tệ, mấy vị công tử nhà giàu kia đều không khỏi ngỡ ngàng. Ngô Bình lắm tiền đến vậy sao? Diệp Huyền rót trà cho Ngô Bình, nói tiền bối, chúng ta nghe xem Thiệu Tôn gặp chuyện gì nhé. Ngô Bình gật đầu đáp, nói đi. Thiệu Tôn hắng giọng, đáp cậu chủ Ngô, nhà họ Thiệu chúng tôi kinh doanh trong lĩnh vực y tế. Ở Giang Nam, có hơn 1.000 công ty do nhà họ Thiệu chúng tôi trực tiếp hoặc gián tiếp nắm cổ phần. Dưới danh nghĩa nhà họ Thiệu còn có 2 chuỗi hiệu thuốc, 3 nhà máy thuốc, 1 công ty sản xuất thiết bị y tế. Nếu không khiêm tốn mà nói thì nhà họ Thiệu trong lĩnh vực y dược có thể xếp trong top 3 của cả nước. Mấy năm nay, nhà họ Thiệu phát triển vô cùng thuận lợi. Nhưng tuần trước, một công ty dưới tên bố tôi đã đuổi việc một trợ lý. Công ty giải quyết công việc không chu toàn, không những không cho trợ lý đó tiền bồi thường thôi việc mà còn trừ 1 tháng lương của cô ấy.
Vốn dĩ cũng không phải chuyện lớn gì, nhưng thật không ngờ, vào ngày nghỉ việc trợ lý đó đã nhảy từ tầng 6 của công ty xuống tự vẫn, giờ cô ấy đã trở thành người thực vật. Việc này bị làm lớn lên, rất nhiều nhà báo tìm tới. Việc này là do công ty chúng tôi sai nên bố tôi đã công khai xin lỗi gia đình cô ấy trên họp báo, đồng thời dùng tư cách cá nhân bồi thường cho họ 2 triệu tệ. Ngô Bình cau mày, nhưng tại sao lại đuổi việc trợ lý đó? Thiệu Tôn thở dài, công ty đó do anh họ tôi quản lý, mà người anh họ này nhân phẩm tồi. Anh ta có hứng thú với cô trợ lý kia bởi cô gái đó khá ưa nhìn, cho nên thường xuyên gây sự với cô ấy. Có lẽ cô gái đã phản kháng vài lần, trong đó có một lần cô ấy tát anh ta một cái khiến anh ta nổi giận nên đuổi việc cô ấy. Ngô Bình, những việc như vậy chỉ e là tôi cũng không giúp được. Thiệu Tôn, không phải, xin hãy nghe tôi nói hết. Trong buổi họp báo hôm đó, có một bà cụ đột nhiên lao lên sân khấu tóm lấy bố tôi, nói một câu khiến bố tôi lập tức dựng cả tóc gáy. Ngô Bình tò mò hỏi, bà ấy nói gì vậy? Thiệu Tôn, bà ta nói, mày hại con gái tao, tao sẽ khiến nhà họ Thiệu chúng mày không một phút bình yên, tan cửa nát nhà chết người. Sau đó, bà ta còn phun máu lên mặt bố tôi khó chịu đến nỗi cả ngày hôm đó không ăn nổi thứ gì. Ngô Bình hỏi tiếp, sau đó thì sao? Thiệu Tôn, ngày thứ hai, bố tôi đột nhiên trở nên kỳ lạ, tính tình nóng nảy, không chịu ăn uống, ngày càng gầy đi. Vốn ông ấy nặng 85 kg nhưng vỏn vẹn một tuần mà chỉ còn 60 kg, gầy đến đáng sợ. Ông nội tôi đã nhận ra điều không bình thường, cho nên hôm trước đã tìm cao nhân đến giúp. Vị cao nhân đó nói bố tôi trúng phải cổ trùng độc của Miêu Cương, chất độc đó ông ấy cũng không giải nổi, phải tìm được người hạ cổ. Nói đến đây, Thiệu Tôn hỏi Ngô Bình, anh Ngô, anh có cách nào giúp bố tôi không? Ông nội tôi nói rồi, chỉ cần chữa được cho bố thì phải tốn bao nhiêu tiền cũng được. Ngô Bình nghĩ ngợi một lát rồi hỏi, bà cụ đó tên là gì? Trông như thế nào? Thiệu Tôn nghĩ một lát rồi đáp, bà cụ đó hình như họ Giáp, bà ta mặc quần áo đen, đeo mạng che mặt đen, trên mặt có vết sẹo màu hồng, một mắt mù nhìn rất tà ác. Ngô Bình đáp, để tôi đi nghe ngóng. Anh gọi điện cho Đào Như Tuyết. Lúc đó, Đào Như Tuyết đã lên giường đi ngủ nhưng thấy điện thoại của Ngô Bình thì vội nhấc máy, Ngô Bình, anh không đi ngủ sao? Ngô Bình, Như Tuyết. Có chuyện này muốn nhờ em nghe ngóng giúp, sau đó anh thuật lại câu chuyện và miêu tả lại đặc điểm nhận dạng của bà cụ kia cho cô nghe. Sau khi nghe xong, Đào Như Tuyết kinh ngạc đáp, có lẽ đó chính là Giáp bà cao thủ cổ đạo của tộc Hắc Miêu. Bà ấy có một đứa con gái, có lẽ chính là cô trợ lý kia. Không xong rồi, Giáp bà sẽ không nương tay đâu, một khi bà ấy ra tay thì nhà họ Thiệu chắc chắn bại. Ngô Bình cau mày, Như Tuyết, em có thể giúp liên lạc với Giáp bà không? Nếu có thể thì hãy nói với bà ấy anh có thể khiến con gái bà ấy tỉnh lại. Đào Như Tuyết suy nghĩ một lát rồi đáp, để em thử xem, đợi tin nhé. Ngô Bình cúp điện thoại, Thiệu Tôn lo lắng hỏi, anh Ngô, thế nào rồi? Ngô Bình vẻ mặt nghiêm trọng, đáp, người mà nhà cậu đắc tội gọi là Giáp bà, là một cao thủ cổ đạo. Nếu bà ấy không dừng tay thì nhà họ Thiệu có khả năng diệt tộc. Thiệu Tôn nghe mà mềm nhũn người, vậy phải làm sao đây? Ngô Bình nhìn anh ta, đáp Thiệu Tôn, đây là việc lớn, tôi phải gặp gia chủ nhà cậu. Thiệu Tôn vội vã đáp, được, tôi lập tức đưa anh tới gặp ông nội. Ngô Bình nói với mấy người còn lại, hôm khác chúng ta gặp mặt nhé. Ngưu Đống Đống và mấy người kia vẫn muốn xem náo nhiệt nhưng lại sợ chuốc họa vào mình nên nhanh chóng từ biệt đi về. Sau đó, Ngô Bình và Diệp Huyền lên xe cùng Thiệu Tôn về nhà họ Thiệu. Trong biệt thự nhà họ Thiệu lúc này, bố Thiệu Tôn là Thiệu Minh Chiết đang bị mấy người làm ấn xuống mặt đất. Ban nãy Thiệu Minh Chiết đột nhiên phát điên, suýt giết cả vợ mình. Bên cạnh là một ông cụ vẻ mặt vô cùng khó coi, quát Thiệu Tôn đâu? Sao nó vẫn chưa về? Ông cụ này chính là ông nội Thiệu Tôn, cũng là gia chủ nhà họ Thiệu Thiệu Bồi Chân. Người quản gia vội vã đi tới, nói, ông chủ, cậu chủ đang về rồi ạ. Cậu ấy nói mời tới một bác sĩ. Bác sĩ, Thiệu Bồi Chân hừ lạnh, sợ lại là mấy tên giang hồ lừa đảo. Ông ta vừa dứt lời thì Thiệu Tôn, Diệp Huyền và Ngô Bình đã bước vào. Nhìn thấy bộ dạng bố mình, Thiệu Tôn kinh hãi, ông nội ơi, bố cháu làm sao thế? Thiệu Bồi Chân giận dữ quát, khốn nạn, mày đi ăn chơi đàng điếm ở đâu? Bố mày ra nông nỗi này mà vẫn còn tâm trạng đi chơi hả? Thiệu Tôn cúi đầu lý nhí, ông nội, cháu mời tới một vị thần y. Anh ấy đã điều tra ra bố cháu bị làm sao rồi? Thiệu Bồi Chân sững người, đã điều tra ra rồi sao?
Ngô Bình chắp tay đáp, vinh hạnh được gặp Thiệu tiên sinh. Tôi là Ngô Bình, bạn của Thiệu Tôn. Thiệu Bồi Chân mặc dù đang tức đến bốc khói đầu nhưng là người có tu dưỡng nên đã kiềm chế lại. Ông ta gật đầu hành lễ lại rồi đáp, trong nhà xảy ra chuyện, khiến các vị cười chê rồi. Thiệu Tôn nói cậu biết nguyên nhân con trai tôi ra cơ sự này. Chương 294, Khống Tâm Cổ. Ngô Bình gật đầu, nguyên nhân là do công ty nhà họ Thiệu, anh họ của Thiệu Tôn chèn ép một nữ trợ lý. Không những ép cô ấy thôi việc, lại còn quỵt lương. Cô trợ lý trong lúc uất ức đã nhảy lầu tự tử, giờ đã trở thành người thực vật. Vốn dĩ nếu cô ấy chỉ là người bình thường thì bồi thường tiền là hết câu chuyện. Nhưng mẹ ruột của cô ấy lại là một cao thủ cổ đạo nổi tiếng, gọi là Giáp Bà Bà. Giáp Bà Bà hận gia đình ông thấu xương, tiếp theo bà ấy sẽ khiến cả nhà ông tán gia bại sản, thậm chí chết người, nhà họ Thiệu sẽ không còn gì. Ngô Bình dứt lời, người nhà họ Thiệu ai nấy mặt cắt không còn giọt máu. Không ngờ lại có chuyện như vậy xảy ra. Thiệu Bồi Chân suy nghĩ một lát rồi hỏi Ngô Bình, vậy lần này cậu tới đây, có phải có cách chữa cho con trai tôi không? Ngô Bình, cho dù có chữa được cũng chẳng ích gì, bởi Giáp Bà Bà sẽ lại ra tay. Giờ việc chúng ta cần làm là khiến bà ấy nguôi giận. Tôi đã nhờ bạn tôi liên hệ với bà ấy, tốt nhất hãy tìm đứa cháu trai đã gây tội của ông tới đây. Thiệu Bồi Chân lập tức ra lệnh, người đâu, đi gọi Thiệu Hành Vận đến đây ngay. Người nhà họ Thiệu mời Diệp Huyền và Ngô Bình ngồi xuống rồi rót trà cho họ. Không lâu sau, Ngô Bình nhận được điện thoại của Đào Như Tuyết. Ngô Bình, em đã liên lạc với Giáp Bà Bà rồi. Bà ấy nói anh có thể thử chữa cho con gái bà ấy rồi sẽ giải cổ độc cho người đàn ông kia, nhưng sẽ không cứu được hung thủ trực tiếp hại con gái bà ấy đâu. Ngô Bình, bà ấy đã ra tay với người đó rồi sao? Đào Như Tuyết, đúng vậy, hơn nữa còn dùng loại cổ trùng tàn độc nhất gọi là hóa huyết cổ. Trong vòng 100 ngày, các bộ phận trên cơ thể người bị hạ cổ sẽ chảy máu mưng mủ, chết vô cùng đau đớn. Ngô Bình thở dài, em cố gắng thương lượng lại với bà ấy được không? Cứ nói anh sẽ giúp con gái bà ấy hồi phục như ban đầu. Còn về hung thủ thì trừng phạt bằng biện pháp phù hợp là được rồi, không nhất thiết phải ra tay giết người. Đào Như Tuyết, vậy để em thử, nhưng chỉ sợ bà ấy không đồng ý. Được, có tin gì lập tức báo với anh nhé. Sau khi cúp điện thoại, anh nói, bà ấy đồng ý giải cổ, nhưng chưa chắc đã tha cho hung thủ. Nếu bà ấy không dừng tay thì hung thủ trong vòng 100 ngày sẽ chết, hơn nữa chết một cách cực kỳ đau đớn. Thiệu Bồi Chân cau mày, Hành Vận là cháu tôi, bố mẹ nó mất sớm, nó do một tay tôi nuôi lớn. Cậu Ngô có thể giúp thương lượng lại với bà ấy không, cố gắng giữ lại cái mạng cho nó. Ngô Bình đang định nói gì đó thì một người thanh niên đi vào. Người này có khuôn mặt với đường nét khá sắc, anh ta liếc mắt nhìn quanh rồi cung kính nói với Thiệu Bồi Chân, ông nội, ông tìm cháu có việc gì sao? Thiệu Bồi Chân gật đầu, có một vài việc, ngồi đi. Thiệu Hành Vận vừa xuất hiện, Ngô Bình liền nhận ra trên người anh ta vốn không hề có hóa huyết cổ như Đào Như Tuyết nói mà có một loại cổ trùng thao túng tâm lý khác gọi là khống tâm cổ. Tim anh đập nhanh hơn một nhịp, vội vã gọi cho Đào Như Tuyết. Điện thoại vừa thông, anh hỏi ngay, Như Tuyết, em đang ở đâu? Đào Như Tuyết, em đang chuẩn bị đi gặp Giáp Bà Bà, đang trên đường rồi. Ngô Bình thở phào nhẹ nhõm, em không được đi gặp bà ấy, giờ tới nhà anh ngay đi. Ở đầu dây bên kia, Đào Như Tuyết không khỏi đỏ bừng mặt, đến nhà anh sao? Ngô Bình, đúng vậy, đến nhà anh đi, lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau, đến trò chuyện một chút. Đào Như Tuyết cắn môi đáp, được, vậy giờ em qua. Sau khi xác nhận Đào Như Tuyết không gặp chuyện gì, Ngô Bình mới yên tâm. Anh quan sát Thiệu Hành Vận rồi hỏi, cô trợ lý nhảy lầu tên là gì vậy? Thiệu Hành Vận cau mày, anh là ai? Thiệu Bồi Chân trầm giọng nói, Hành Vận, trả lời câu hỏi của cậu Ngô đi. Thiệu Hành Vận hừ khẽ một tiếng rồi đáp, cô ta tên Giáp Đoá Đoá. Ngô Bình, Giáp Đoá Đoá là bạn gái anh sao? Thiệu Hành Vận kinh ngạc, anh nói linh tinh gì vậy hả? Ngô Bình nhìn anh ta chằm chằm, Giáp Đoá Đoá là bạn gái anh, hai người tự biên tự diễn toàn bộ vở kịch này phải không? Thiệu Hành Vận giận dữ đáp, đừng có nói láo, cái gì mà tự biên tự diễn chứ, anh nói gì tôi chẳng hiểu. Vậy thì để cho anh tự nói đi, Ngô Bình nói rồi búng nhẹ ngón tay, một làn khói xám bay vào mũi Thiệu Hành Vận. Thiệu Hành Vận ý thức mơ hồ, sau đó nghe thấy những tiếng niệm chú nho nhỏ. Chẳng mấy chốc, anh ta đã bị Ngô Bình thôi miên. Nói đi, tại sao anh làm vậy? Thiệu Hành Vận trước mắt lờ mờ, đáp, Giáp Đoá Đoá là bạn gái tôi,
Có một lần cô ấy nói với tôi mẹ cô ấy là cao thủ cổ thuật, có thể dễ dàng hại người. Sau khi nghe chuyện đó, tôi liền có một kế hoạch rất mạo hiểm, đó chính là giết hết người nhà họ Thiệu, như vậy tôi sẽ trở thành người thừa kế duy nhất. Anh ta dứt lời, người nhà họ Thiệu kinh ngạc, đặc biệt là Thiệu Bồi Chân, Hành Vận, tao là ông mày, vậy mà mày muốn giết cả tao sao? Thiệu Hành Vận nhìn ông ta bằng ánh mắt hung hiểm, năm đó sao bố mẹ tôi lại chết? Chẳng phải do ông quá cay nghiệt với họ hay sao? Nếu ông không bắt họ nửa đêm hôm đó lái xe lên nhà máy thì họ có chết không? Còn nữa, ông quá thiên vị, ông không hề quan tâm đến tôi, trong mắt ông chỉ có Thiệu Tôn. Tôi hận ông, tôi muốn các người chết hết đi. Thiệu Bồi Chân tức đến nỗi run lẩy bẩy. Ông ta vô cùng yêu thương đứa cháu này, bao nhiêu năm nay dốc lòng dạy dỗ anh ta làm thế nào để quản lý doanh nghiệp, nhưng không ngờ anh ta lại căm hận mình đến vậy. Ngô Bình, nói như vậy, Giáp Đoá Đoá thực ra không bị thương. Thiệu Hành Vận, đúng, vết thương của cô ấy chỉ là ngụy tạo. Ngô Bình, sao phải làm rắc rối chuyện này lên vậy? Cứ trực tiếp giết người nhà họ Thiệu là xong mà. Thiệu Hành Vận, nếu như vậy thì đến tên ngốc cũng nghi ngờ là do tôi làm. Nhưng nếu có chuyện này thì người khác sẽ không nghi ngờ tôi. Ngô Bình khẽ thở dài, đúng là một kế hoạch hết sức hiểm độc, nhưng anh có từng nghĩ thực ra đối với Giáp Đoá Đoá, anh chẳng hề quan trọng. Thiệu Hành Vận sững lại một lát rồi đáp, không thể nào, Đoá Đoá rất yêu tôi. Ngô Bình cười lạnh, vậy sao? Nếu yêu anh thì sao lại hạ cổ để thao túng tâm lý anh? Loại cổ này tên là khống tâm cổ, có tác dụng ảnh hưởng đến ý chí của người khác, khiến họ bị hắc hóa, dần thay đổi tính cách. Thiệu Hành Vận sững sờ, cô ấy hạ cổ lên tôi sao? Ngô Bình, nếu không thì sao anh có thể hại người thân của mình được kia chứ? Nói rồi, anh nhìn sang Thiệu Bồi Chân, Thiệu tiên sinh, việc này phải giao cho đội hình sự điều tra, sắp tới sẽ cần sự hợp tác của người nhà ông. Nói rồi, Ngô Bình đưa thẻ công tác của mình ra khiến Thiệu Bồi Chân kinh ngạc. Chàng trai trẻ này còn là đội trưởng đội hình sự sao? Ông ta vội vã gật đầu, vâng. Chúng tôi nhất định sẽ tích cực phối hợp điều tra. Ngô Bình lập tức xin Đào Như Tuyết số điện thoại của Giáp bà bà. Anh gọi vào số đó, chừng 10 giây sau có người nhấc máy. Từ điện thoại vọng ra giọng khàn đặc của một bà già. Ai đấy? Ngô Bình, Giáp bà bà, tôi khuyên bà nên từ bỏ mưu đồ đối với nhà họ Thiệu, giải cổ độc, nếu không tôi sẽ không khách sáo với bà đâu. Bà ta giận dữ, cậu là cái thá gì mà dám nhúng mũi vào chuyện của tôi? Ngô Bình, người của thần võ ti. Giáp bà trầm ngâm một lát rồi đáp, thần võ ti các người cũng nhanh tay thật đấy. Được, nếu các người đã nhúng tay vào thì tôi chấp nhận dừng lại. Ngô Bình, coi như bà thức thời, tôi ở nhà họ Thiệu đợi bà. Nếu bà qua đây giải cổ độc thì tôi sẽ không truy cứu vụ án này. Giáp bà thoáng do dự một lát rồi đáp, được, tôi sẽ tới. Thấy Ngô Bình chỉ cần gọi một cuộc điện thoại đã khiến Giáp bà khuất phục. Thiệu Tôn vừa kinh ngạc vừa bội phục. Anh ta hỏi, anh Ngô, thần võ ti là gì vậy? Diệp Huyền lườm anh ta một cái, đáp, đó là việc cơ mật của quốc gia, đừng có nghe ngóng lung tung. Chương 295, Linh Tương. Thiệu Tôn vội nói, vâng vâng, không tùy tiện nghe ngóng. Cảm ơn anh Ngô rất nhiều về chuyện hôm nay. Sau này, nếu có cần nhà họ Thiệu hỗ trợ bất kỳ việc gì thì anh cứ việc mở lời ạ. Thiệu Bồi Chân tiếp lời, Tiểu Tôn nói đúng đấy. Sau này cậu Ngô có chuyện gì cần đến nhà họ Thiệu, chúng tôi nhất định sẽ dốc hết sức mình. Ngô Bình cười nói, ông Ngô khách sáo quá rồi. Bảo vệ quốc gia và người dân là chức trách của tôi. Giáp bà hiển nhiên đang ở gần đây, chưa đầy 10 phút đã xuất hiện. Đó là một bà lão mặc đồ đen, trên người đầy mùi quái lạ, mù một mắt, trên mặt có vết bớt rất to. Bà ta nhìn Ngô Bình dò xét, cậu là người gọi đến. Ngô Bình tiến lên một bước, phải. Giáp bà gật đầu, xem ra cậu quen biết người nhà họ Đào nên mới nghe ngóng lai lịch của tôi từ đó. Ngô Bình đáp, tôi và Đào Như Tuyết là bạn. Giáp bà hãy cứu người đi. Bà lão ấy chậm rãi bước đến trước mặt Thiệu Minh Chiết, người vẫn đang bị giữ chặt, bàn tay gầy guộc ấn lên miệng đối phương. Nửa phút sau, bà ta lấy ra một thứ gì đó, bỏ vào túi rồi đứng dậy, ổn rồi. Vài giây sau, Thiệu Minh Chiết tỉnh táo lại, đoạn ngồi dậy, khó hiểu hỏi, bố à? Sao ở đây nhiều người quá vậy? Sao con lại ngồi dưới đất? Thiệu Tôn vội đỡ ông dậy, đoạn trả lời, bố ơi, không sao nữa rồi. Giáp bà vỗ mấy cái lên người Thiệu Hành Vận, đối phương ho vài lần rồi tỉnh táo hơn hẳn. Bà ta quay lại hỏi tên Ngô Bình. Ngô Bình đáp, tôi là Ngô Bình,
người của Giang Nam Đường. Giáp bà bà, giết người đoạt tài là đại kỵ trên giang hồ. Lần này tôi tha cho bà, nếu lần sau gặp lại, tôi nhất định sẽ diệt trừ hai mẹ con bà. Mí mắt Giáp bà giật giật, khẩu khí không nhỏ nhỉ. Tuy tôi kính nể thần võ ti, nhưng tiểu bối như cậu có tư cách gì mà vô lễ với tôi? Ngô Bình nhướng mày, không phục à? Bà có thể hạ cổ thử xem có làm tổn hại đến tôi được không? Giáp bà trừng mắt nhìn anh, con mắt duy nhất lóe lên vẻ hung ác, nếu cậu đã mở lời, thế thì tôi sẽ làm theo yêu cầu của cậu. Bà ta vừa nói xong, Ngô Bình đột nhiên bắn liên tục bằng hai tay, vô số con trùng nhỏ xíu trong không khí bị chỉ phong của anh đánh vỡ tan tành. Giáp bà kinh ngạc, vùng tay đánh ra một làn khói đỏ, bao phủ lấy Ngô Bình. Trong làn khói đỏ ấy có vô số trứng côn trùng cực nhỏ, một khi hít vào sẽ lập tức sinh sôi đầy rẫy côn trùng trong cơ thể. Ngô Bình nghiêm mặt, tung ra mấy mươi trưởng với tốc độ nhanh như chớp. Mỗi một trưởng đều rền vang tiếng sấm, không khí rung chuyển dữ dội, hình thành một vòng xoáy không khí hình rồng, hướng thẳng về phía làn khói đỏ. Khói đỏ lập tức bị cuốn vào vòng xoáy. Trong sự rung chuyển ấy, số trứng côn trùng đồng loạt nổ tung. Làn khói đỏ hóa thành xương đen, bay ra khỏi cửa rồi tan vào không trung. Nhìn thấy đòn đáp trả ấy của Ngô Bình, Giáp bà biến sắc, khá quá. Ngô Bình nhìn bà ta chằm chằm, tôi muốn bà hiểu một điều, để giết bà, tôi chỉ cần dùng tối đa hai chiêu. Giáp bà không còn cáu giận, khẽ khom người, hôm nay cảm ơn cậu rất nhiều. Tạm biệt. Ngô Bình đáp, không tiễn. Nhìn Giáp bà chậm rãi rời đi, cả nhà họ Thiệu đều thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Thiệu Tôn mới hỏi, anh Ngô này, kế hoạch ban đầu của Giáp bà là muốn chiếm đoạt tài sản của nhà họ Thiệu thông qua anh họ tôi à? Ngô Bình gật đầu, đúng vậy. Khi mọi người đều đã chết, tài sản sẽ thuộc về Thiệu Hành Vận. Mà Thiệu Hành Vận lại là con rối trong tay họ, sớm muộn gì cũng chuyển giao toàn bộ tài sản. Thiệu Tôn kinh ngạc, không ngờ còn có thể làm như vậy. Chắc chắn họ đã hại rất nhiều nhà giàu có rồi nhỉ? Ngô Bình lắc đầu, có lẽ đây là lần đầu tiên. Giáp bà đột nhiên làm vậy, ắt có lý do. Không còn sớm nữa, thấy cả nhà họ Thiệu đều bình an, Ngô Bình và Diệp Huyền bèn ra về. Cả hai rời khỏi nhà họ Thiệu, xe vừa chạy được vài trăm mét thì bỗng nhìn thấy một bà lão mặc đồ đen đứng bên đường. Diệp Huyền phanh xe, nhìn sang Ngô Bình. Ngô Bình mở cửa xe, lạnh lùng nói, bà vẫn không phục sao, Giáp bà. Cộp, Giáp bà quỳ xuống đất, tôi có chuyện cầu xin cậu. Ngô Bình nhíu mày nói, Giáp bà à, bà đã cao tuổi, tôi không dám nhận đâu. Xin hãy đứng lên. Giáp bà vừa nhìn Ngô Bình vừa cất lời, thần y Ngô, ban nãy tôi đã hỏi Đào Như Tuyết, biết được y thuật của cậu rất cao siêu nên muốn cầu xin cậu cứu con gái tôi. Ngô Bình hơi bất ngờ, con gái bà bị làm sao? Giáp bà thở dài, con gái giấu tôi, lén lút kế thừa, cổ thần thi, từ tổ tiên, hoặc quá trình thập tử nhất sinh của cổ thần thi. Thi độc phát tác. Mỗi ngày con bé đều sống không bằng chết. Vì để cứu nó, tôi đã cầu xin Vạn Phùng Xuân, nhưng ông ta bảo rằng dược liệu để trị thi độc rất quý, không trả 10 tỷ thì ông ta sẽ không ra tay giúp đỡ. Tôi chỉ là một bà lão sống cô độc, cả đời yên phận thủ thường, lấy đâu ra 10 tỷ. Hết cách, tôi mới đành ép con gái tôi giở trò với người nhà họ Thiệu. Ngô Bình cười khẩy, mạng của con gái bà thì quý, mạng của người khác thì không à. Tôi biết tôi có tội. Chỉ cần thần y Ngô chữa khỏi cho con gái tôi bằng lòng dùng cái chết để chuộc tội. Ngô Bình khẽ thở dài, đoạn bảo, bây giờ muộn quá rồi. Sáng mai đưa con gái bà đến biệt thự số 1 Thái Khang để tôi xem có chữa được không. Giáp bà cảm mừng, lại dập đầu trước Ngô Bình, cảm ơn cậu, cảm ơn thần y Ngô. Rồi anh lại lên xe, Diệp Huyền lái xe đi. Một lúc sau, Diệp Huyền mới nói, tiền bối thật dễ mềm lòng. Hai mẹ con nhà đó tuyệt đối không phải người lương thiện, đệ tử mà là tiền bối thì chắc chắn sẽ không cứu họ. Ngô Bình đáp, lương y phải có lòng nhân ái. Bà ta đã lớn tuổi, chỉ có một cô con gái, cũng rất đáng thương. Giúp được thì giúp vậy. Diệp Huyền cười bảo, chẳng trách ông nội đệ tử lại nói rằng tiền bối là người rất tình cảm. Đưa Ngô Bình đến khu biệt thự Thái Khang nhưng Diệp Huyền không xuống xe mà nói, bạn gái của tiền bối ở đây nên đệ tử không ngồi lại đâu, ngày mai lại đến. Ngô Bình đáp, đừng nghĩ bậy, chúng tôi là bạn thôi. Hiểu mà, là bạn gái. Ngô Bình đảo mắt, cút nhanh đi. Diệp Huyền vừa đi khỏi, Đào Như Tuyết đã ra đón. Đào Như Tuyết lo lắng từ nãy giờ, vội cất tiếng hỏi, Ngô Bình, cậu không sao chứ?
Anh gật đầu, vẫn ổn. Như Tuyết, Giáp bà hỏi cậu về tôi à? Đào Như Tuyết gật đầu ngay, tôi cảm thấy bà ta đáng thương quá nên mới bảo rằng y thuật của cậu rất giỏi. Cậu không giận tôi chứ? Ngô Bình đáp, tất nhiên là không rồi. Đi nào, vào nhà thôi. Sau khi ngồi xuống, Ngô Bình sai người làm đi nấu vài món, đoạn khui một chai rượu rồi bảo Đào Như Tuyết uống mấy ly với mình. Anh vừa khui rượu, tiểu thần bỗng nhiên chui vào cổ anh. Ngô Bình cười hỏi, tiểu thần, mày có nhớ tao không? Đào Như Tuyết mỉm cười, tiểu thần muốn đến chỗ cậu từ lâu rồi. Ngô Bình giơ tay nhấc nó ra, đặt nó cạnh ly rượu rồi hỏi, có muốn nếm thử không, rượu ngon đấy. Tiểu thần hít hà rồi nhổ ra một ngụm màu xanh lá vào rượu. Ngô Bình trừng mắt, này, con trùng thối kia, mày nhổ gì thế hả, nước bọt à? Đào Như Tuyết cười khúc khích, không phải đâu, là linh tương, tiểu thần phải thích góp 100 ngày mới được một ngụm nhỏ này đấy. Linh tương, Ngô Bình ngửi thấy mùi hương rất nhạt, sau đó chậc lưỡi uống hết nửa ly. Rượu vào bụng như bừng lên ngọn lửa, lập tức biến thành một nguồn năng lượng cuồng bạo, tản đều vào kỳ kinh bát mạch. Anh kinh ngạc, biết ngay đây là linh khí. Thường thì đến cảnh giới nhân tiên mới có thể hấp thụ linh khí thiên địa, bây giờ anh vẫn chưa làm được. Linh khí vào trong cơ thể khiến anh như muốn nổ tung, lập tức thi triển đoàn thể thuật. Ngô Bình liên tục thực hiện bộ đầu tiên của đoàn thể thuật bát cực, linh khí trong người chậm rãi tản vào mọi tế bào của cơ thể. Cứ thi triển 5 lần như vậy, linh khí kia đã tiêu hao kha khá. Ngồi bên cạnh, Đào Như Tuyết ngơ ra, Ngô Bình, cậu không sao chứ? Ngô Bình cười ha ha, không sao. Tôi cực kỳ ổn. Dứt lời, anh uống cạn nửa ly rượu linh thương còn lại. Hóa ra, khi linh khí kết hợp với đoàn thể thuật, cơ thể anh sẽ hấp thụ được gần hết. Đây có thể nói là một cơ hội rất lớn đối với anh. Tôi luyện bằng linh khí mạnh hơn chân khí rất nhiều, có thể giúp cơ thể anh phát triển lên một tầng cao mới. Anh luyện thêm 6, 7 lần nữa, cơ thể đã toát đầy mồ hôi thối. Đây chính là tạp chất thải ra từ cơ thể, khiến cả người anh thối lên. Phải nhanh chóng đi tắm. Chương 296, em thích anh. Tắm xong, anh thay quần đùi và áo cộc tay, sau đó trở ra phòng khách. Đào Như Tuyết đột nhiên tò mò tiến lại, nắn bóp tay anh rồi nói, da cậu đẹp thật. Ngô Bình cũng nhận ra da mình vừa mịn vừa sáng, còn đẹp hơn da Đào Như Tuyết. Anh ngẩn ra một hồi mới đáp, chắc là hiệu quả của linh khí. Biết vậy tôi đã đưa nửa ly còn lại cho cậu uống. Đào Như Tuyết vội xua tay, thể chất của tôi không bằng cậu, giờ vẫn chưa hấp thụ linh khí được đâu. Nghĩ cũng đúng, Ngô Bình bèn nói, chờ lần sau tiểu thần thích được linh tương, tu vi của cậu chắc cũng đủ rồi, tôi sẽ chỉ cậu cách dùng. Đào Như Tuyết vui lắm, gật đầu ngay, được. Rồi cô ấy hỏi, ngày mai Giáp bà sẽ đưa con gái đến đây. Cậu thật sự có thể trị khỏi thi độc cho cô ấy à? Ngô Bình trả lời, chuyện này không phức tạp, thiên thi độc mà tôi còn giải được. Cái này không đáng là gì. Đào Như Tuyết kinh ngạc, thiên thi ư, thế thì đáng sợ quá. Bố tôi kể, nhà họ Ngôn ở Tương Tây có cao thủ luyện thi. Họ luyện được kim thi có thể giết võ thần. Thiên thi còn mạnh hơn cả kim thi. Ngô Bình cũng có biết chuyện luyện thi, bèn nói, có thể luyện thành kim thi à? Thế cũng khá lắm rồi. Đào Như Tuyết khẽ thở dài, cũng nhờ cậu có y thuật cao minh, nếu không Giáp bà đã mất cô con gái rồi. Chợt nghĩ đến một chuyện, Ngô Bình mới hỏi, Như Tuyết này, ở Miêu Cương, cậu và Giáp bà có qua lại nhiều không? Đào Như Tuyết lắc đầu, ít lắm, Giáp bà sống ẩn dật, từ khi sinh Giáp Đoá Đoá thì rút khỏi giang hồ. Cả hai trò chuyện, ngồi rất gần nhau, Đào Như Tuyết tỏa ra mùi lan làm cõi lòng Ngô Bình sao động. Sợ mình không khống chế được, anh lên tiếng, Như Tuyết à, cậu nghỉ ngơi trước đi. Đào Như Tuyết chớp mắt đáp, tôi chưa buồn ngủ, Ngô Bình à. Động tác cậu làm ban nãy kỳ diệu quá, dạy tôi với được không? Ngô Bình cười bảo, đó là đoàn thể thuật, thứ mà tôi học khá cao thâm, không hợp với cậu. Hay là vậy đi, tôi sẽ dạy cho cậu bộ đoàn thể thuật trung cấp, đơn giản hơn. Đào Như Tuyết gật đầu, được. Rồi anh bắt đầu chỉ dạy cho Đào Như Tuyết, nhưng quá trình chỉ dạy khó tránh khỏi va chạm, lúc thì đỡ vai, khi thì đè eo. Gần đây hỏa khí của Ngô Bình rất lớn, anh bất ngờ chảy máu mũi. Đào Như Tuyết khẽ kêu lên, vừa định đưa tay lau giúp Ngô Bình thì bị anh ôm vào lòng. Anh húng hắng, không cần lau. Không sao đâu. Gương mặt Đào Như Tuyết đỏ bừng, cô ấy chậm rãi ghé môi lại gần. Như củi khô gặp lửa lớn, lập tức bốc cháy, cả hai quấn lấy nhau suốt đêm khuya. 4 giờ sáng, Đào Như Tuyết nằm trong lòng anh,
giọng dỗi hờn, anh lắm trò thật đấy. Ngô Bình vội nói, em đừng nói bậy mà, Như Tuyết. Anh học trên phim, chỉ có một tí kinh nghiệm thực tiễn thôi. Đào Như Tuyết cũng chẳng để tâm, bèn nói, em không để bụng đâu, lúc chúng ta ở bên nhau, đôi bên vui vẻ là được. Ngô Bình gãi má, nói, Như Tuyết à, là anh không kiềm chế được. Đào Như Tuyết vùi mặt vào lòng anh, nhẹ nhàng rằng, anh không cần tự trách. Em thích anh, bằng lòng ở bên canh mà. Cả hai tán gẫu câu được câu chăng, rồi bỗng nhắc đến tập đoàn Miêu Dược. Đào Như Tuyết khẽ thở dài, gần đây em khá giàu dĩ. Tập đoàn Miêu Dược đang nghĩ cách để tiến vào thị trường Giang Nam. Nhà họ Thiệu là gã khổng lồ trong lĩnh vực y dược, nếu có họ hỗ trợ, mọi thứ sẽ đơn giản hơn nhiều. Ngô Bình nói, cái này dễ thôi. Ngày mai anh sẽ gọi cho Thiệu Tôn, em cho người đi bàn chuyện hợp tác với anh ta là được. Đào Như Tuyết cười hỏi, thật ư, cảm ơn anh. Ngô Bình bóp người cô ấy một cái, đánh tiếng một câu là xong ngay ấy mà. À, anh và bạn có thành lập một công ty dược phẩm. Có cơ hội thì chúng ta có thể hợp tác. Được thôi, tập đoàn bọn em có dây chuyền sản xuất hoàn thiện, các kênh bán hàng ổn định và đầy đủ. Thuốc của các anh có thể bán qua kênh của bọn em. Mắt Ngô Bình sáng lên, thật sao? Vậy thì tốt quá, sắp tới, loại thuốc mới của bọn anh sẽ tung ra thị trường với số lượng lớn. Thế này đi, anh sẽ giảm giá 20% cho em, việc tiêu thụ sẽ giao cho tập đoàn Miêu Dược của em nhé. Em thấy được không? Đào Như Tuyết nghĩ ngợi, trước đây bọn em cũng từng hợp tác theo hình thức này. Nhưng anh giảm 20% thì nhiều quá, em không thể để anh chịu thiệt. 10% là được rồi. Ngô Bình nói, để hợp tác với nhà họ Thiệu thì cũng phải bỏ ra một phần lợi nhuận. Anh sẽ chia cho em thêm 10%, em có thể chia một phần cho nhà họ Thiệu, như thế mọi người đều kiếm được tiền. Đào Như Tuyết gật đầu, cũng được, thế em không khách sáo nữa nhé. Nói đoạn. Cô ấy bỗng nhiên kêu lên, đáng ghét, sao lại nữa rồi? 6 giờ sáng, khi Đào Như Tuyết còn đang ngủ say thì Ngô Bình đã thay đồ, ra phòng khách. Quả nhiên, đến 6 giờ rưỡi, Giáp bà đã đến nhà. Bà ta ôm cô con gái trong lòng, trông cô ấy chừng 21, 22 tuổi, gương mặt rất thanh tú, nhưng lại thoi thóp như sắp chết. Cô gái kia tất nhiên là Giáp Đoá Đoá, anh bảo Giáp bà đặt Giáp Đoá Đoá lên sofa. Sau đó kiểm tra tình trạng của cô ấy. Trong người Giáp Đoá Đoá có một con cổ trùng, chính là cổ thần thi. Vừa thấy cổ thần thi, anh liền có cảm giác tiểu thần vô cùng kích động, đại ý muốn bày tỏ, muốn ăn nó, muốn ăn nó, muốn ăn nó. Ngô Bình hắng giọng, Giáp bà à, để cứu con gái bà, tôi buộc phải giết cổ thần thi. Có vấn đề gì không? Giáp bà khẽ thở dài, vì cứu người, thôi thì cứ giết đi. Cổ thần thi chết tiệt này hại Đoá Đoá nhà tôi đến thế, chết cũng đáng. Giờ thì Ngô Bình đã yên tâm, bèn thả tiểu thần ra, để nó chui vào mũi Giáp Đoá Đoá. Vừa trông thấy tiểu thần, Giáp bà đã sững sờ, đây là cổ thần cơ. Ngô Bình đáp, mắt quan sát tốt đấy. Giáp Đoá Đoá thấy rất lạ, cổ thần cơ của nhà họ Đào kia mà. Ngô Bình nói, nhờ một cơ duyên, tôi và Đào Như Tuyết đều trở thành chủ của nó. Giáp bà gật đầu, thảo nào. Tiểu thần vừa vào được cơ thể của Giáp Đoá Đoá là bắt đầu truy sát cổ thần thi ngay. Cổ thần thi cực kỳ ngu ngốc, chẳng mấy chốc đã bị tiểu thần giết chết và nuốt chừng. Ăn cổ thần thi xong, tiểu thần dạo một vòng trong cơ thể Giáp Đoá Đoá, tiện thể giải trừ thi độc. Đến khi tiểu thần trở ra, màu da của Giáp Đoá Đoá đã bình thường trở lại. Ngô Bình vỗ nhẹ lên mặt Giáp Đoá Đoá, cô ấy chậm chậm mở mắt ra. Thấy con gái hồi phục nhanh như vậy. Giáp bà mừng rỡ vô cùng, cảm ơn thần y Ngô, cảm ơn cậu. Ngô Bình đáp, không có gì, tôi sẽ kê đơn thuốc, bà về bốc thuốc cho cô ấy, uống 3 ngày là giải hết độc. Anh viết đơn thuốc rồi đưa cho Giáp bà, thuận miệng hỏi, Vạn Phùng Xuân đòi đến 10 tỷ, rốt cuộc ông ta định dùng thuốc gì? Chương 297, thần ý, huyễn thuật. Nhắc đến Vạn Phùng Xuân, Giáp bà giận dữ nói, y thuật của ông ta kém xa thần y Ngô mà dám đòi tôi 10 tỷ. Đúng là hạng lang băm vô lương tâm. Ngô Bình cười bảo, y thuật của ông ta cũng được mà, nhưng đúng là thu tiền khá cao. Giáp bà nói với vẻ ái ngại, thần y Ngô à, nhà tôi nghèo, không có nhiều tiền. Đây là 50.000 tệ số tiền mà tôi đã tích góp nhiều năm nay, mong anh nhận cho. Ngô Bình nhìn thẻ ngân hàng trong tay bà ta, đoạn lấy một tấm chi phiếu đưa cho đối phương, đây là chi phiếu 5 triệu, bà cầm lấy mà dùng. Giáp bà kinh ngạc, tôi không thể nhận đâu, thần y Ngô.
Ngô Bình nói, bà có thể quay đầu tỉnh ngộ, xem như nể mặt tôi, sau này gặp lại trên giang hồ thì chúng ta là bạn bè. Thuốc tôi kê khá đắt, 5 triệu này đủ cho bà mua thuốc. Nếu còn dư thì bà hãy giữ lại chi tiêu. 20 mấy năm qua, với năng lực của bà, kiếm tiền là chuyện rất dễ. Nhưng bà lại chọn cách sống thanh bần, tôi rất nể phục bà. Con mắt duy nhất của Giáp bà rơi lệ, thần y Ngô quả là có tấm lòng Bồ Tát. Giáp Tâm Vi này biết ơn cậu vô cùng, nói đoạn, bà ta cúi thấp người trước Ngô Bình rồi mới nhận chi phiếu. Sau khi Giáp Đoá Đoá hiểu ra mọi chuyện, cũng cúi người cảm ơn Ngô Bình. Sau đó, hai mẹ con họ chào tạm biệt. Trước khi đi, Giáp bà nói, thần y Ngô à, chờ con gái tôi khỏe hẳn, tôi sẽ quay lại đây cảm ơn cậu lần nữa. Ngô Bình cười đáp, được. Tiễn hai mẹ con họ đi rồi, Đào Như Tuyết mới dụi mắt xuống nhà, Giáp bà về rồi à. Ngô Bình trả lời, về rồi, độc đã được giải, uống thuốc vài hôm là bình phục thôi. Em đói chưa, Như Tuyết? Đào Như Tuyết gật đầu, đói dã rời, mệt cả đêm qua mà. Ngô Bình cười hì hì, chờ nhé, để anh bảo người ta chuẩn bị đồ ăn. Lúc ăn sáng, Ngô Bình gọi điện cho Thiệu Tôn, nhắc đến tập đoàn Miêu Dược. Thiệu Tôn đồng ý ngay. Nghe được tin tốt, Đào Như Tuyết ăn qua loa vài miếng rồi chạy ngay đến công ty. Cô ấy muốn nhanh chóng ký hợp đồng với nhà họ Thiệu. Nhìn dáng vẻ hấp tấp của Đào Như Tuyết, Ngô Bình chỉ lắc đầu. Chẳng bao lâu sau, Diệp Huyền đã đến. Anh ta hỏi, tiền bối này, rốt cuộc cô gái ở quán ba hôm qua là ai vậy? Lợi hại quá. Ngô Bình đáp, Hanami Tsukihime, tên Viêm Long là Lạc Mộng Trần, đại cổ đông của tập đoàn tài chính Sanio, cháu cố của Lạc Trường Sinh. Diệp Huyền trợn mắt, oái, lai lịch ghê gớm thế. Cô ta đến đây làm gì? Ngô Bình trả lời, gả cho tôi để chuyển tài sản của nhà họ Lạc đến Viêm Long. Diệp Huyền kinh ngạc, có chuyện tốt đến vậy cơ à? Đệ tử hâm mộ tiền bối thật đấy. Ngô Bình nói, tôi chưa đồng ý. Diệp Huyền giật nảy mình, gì cơ? Chưa đồng ý. Ngô Bình giải thích, quá phiền phức, còn phải đến Đông Doanh để kết hôn. Tôi nào rảnh rỗi đến vậy, sau này hắn tính. Rồi anh đổi chủ đề, Diệp Huyền, khi nào anh rời Vân Kinh? Diệp Huyền cười đáp, đang định nói với tiền bối đây ạ. Đệ tử có một người bạn ở Vân Kinh bị kẻ khác gây khó dễ nên phải đến giúp đỡ. Ngô Bình hỏi, bạn nào đấy? Diệp Huyền trả lời, tên là Lục Tiểu Ất, hôm qua chưa đến, vẫn đang nằm viện. Bị đánh vào đầu, phụ nữ cũng bị kẻ khác cướp mất. Kẻ ra tay là người của Giang Bắc, tên Vạn Nộ Đào. Họ Vạn, còn ở Giang Bắc. Ngô Bình tò mò hỏi, chẳng lẽ là người nhà của Vạn Phùng Xuân? Diệp Huyền gật đầu, tiền bối đoán đúng rồi. Vạn Nộ Đào là con riêng của Vạn Phùng Xuân, cực kỳ hung hãn. Hắn lộng hành ở Giang Bắc đã đành, còn dám chạy đến Vân Kinh đánh anh em của đệ tử. Tiền bối nói xem, có phải nên xử lý hắn không? Ngô Bình cũng là thanh niên 20 mấy tuổi, bèn gật đầu, đúng là cần xử lý. Anh có kế hoạch gì? Diệp Huyền cười hề hề, thì đệ tử đang tính nhờ tiền bối giúp đỡ này. Vạn Nộ Đào cũng có bản lĩnh lắm, bên cạnh còn có 2 cao thủ, không dễ đối phó. Ngô Bình gật đầu, được, khi nào ra tay thì gọi tôi. Diệp Huyền cả mừng, tốt quá rồi. 7 giờ tối nay, Vạn Nộ Đào chắc chắn sẽ đến quán ba sói hoang. Hắn thích cô ca sĩ ở đó, đêm nào cũng đến. Diệp Huyền không rảnh rỗi nổi, nói được mấy câu lại ra ngoài. Ngô Bình cũng mặc kệ. Ở nhà tu luyện thần thức. Anh tu luyện ý thức mấy hôm rồi, chẳng biết có phải do uống linh tương hay không mà hôm nay tu luyện vô cùng suôn sẻ. Trời còn chưa tối thì anh đã luyện thành ý thức. Ý thức là phần quan trọng nhất trong 6 thức. Một khi luyện thành, thôi miên, huyễn thuật này kia sẽ liên tiếp xuất hiện. Nhân lúc trời chưa tối, anh đã luyện một loại huyễn thuật cực mạnh, lấy ý thức làm nền tảng, với sự hỗ trợ của môi trường xung quanh, nó có thể nhanh chóng quấy nhiễu ý chí của một người. Anh vừa luyện thành huyễn thuật thì Diệp Huyền lái xe đến, ý ới gọi, tiền bối, chúng ta đi thôi. Cả hai lên xe, chạy đến quán ba sói hoang. Quán ba sói hoang là một trong các quán ba nổi tiếng của Vân Kinh, thường có một nhóm người làm nhạc hẹn gặp mặt ở đây, vì vậy nơi này nổi tiếng vô cùng. Năm ngoái, quán ba này còn sản sinh ra một ca sĩ mạng, hiện giờ đã là ca sĩ hàng đầu. Đã đặt bàn trước ở quán ba sói hoang, Ngô Bình vừa đến đã thấy Thiệu Tôn, Tô Vấn, và Ngưu Đống Đống. Mấy người này đều đã từng gặp nhau, nói được vài câu, Diệp Huyền mới bảo, tiền bối, tên ngồi bên kia chính là Vạn Nộ Đào. Ngô Bình nhìn sang, ở chiếc bàn cách đó không xa có 3 người, một trong số họ chưa đầy 30 tuổi,
để tóc húi cua, gương mặt toát ra vẻ hung ác. Tu vi người này không cao, luyện khí tiểu thành, nhưng sát khí tỏa ra đầy mình. Đó chính là Vạn Nộ Đào. Mắt hắn dán chặt vào cô ca sĩ trên sân khấu. Cô ca sĩ ấy rất xinh, giọng hát lại trong trẻo êm tai, có thể xem là người đẹp hoàn hảo. Các anh định dạy dỗ hắn thế nào? Diệp Huyền cười hề hề, dĩ nhiên là phải khiến hắn hối hận vì đã đến Vân Kinh rồi. Ngô Bình ngẫm nghĩ, chuyện này cứ giao cho tôi, các anh cứ chờ đi. Anh quét mắt sang, nhìn thấy một người đàn ông cường tráng, hơn 30 tuổi, mặt đầy mụn, nom hung hăng như sói như hổ, đang ngồi trong góc. Anh ta rõ ràng có khuynh hướng thích đàn ông. Ngô Bình đứng dậy, đi về phía Vạn Nộ Đào, vừa vỗ vai hắn vừa cười bảo, người anh em, cô kia hát hay đấy nhỉ? Vạn Nộ Đào chau mày, vừa ngoái đầu lại đã thấy ánh sáng màu xanh lá lóe lên trong mắt Ngô Bình, cùng lúc ấy, đầu óc hắn cũng trở nên mơ hồ. Hắn đã trúng huyễn thuật của Ngô Bình. Hắn gật đầu, dĩ nhiên, cô gái mà tôi thích làm sao mà kém được. Ngô Bình cười nói, người anh em định làm cách nào để có được cô ấy? Vạn Nộ Đào cười nham hiểm, tôi mua chuộc chủ quán rồi, tí nữa sẽ ra hậu trường cưỡng bức cô ấy. Ngô Bình nghĩ bụng, tên Vạn Nộ Đào này quả nhiên chẳng ra gì, bèn cười bảo, không cần ép buộc thế. Tôi có cách để cô ấy ngoan ngoãn theo anh. Hắn mừng rỡ, thật à. Ngô Bình đáp, đi theo tôi. Anh dẫn Vạn Nộ Đào đến trước mặt người đàn ông cường tráng như sói như hổ kia rồi cười nói, xem này. Lúc này, trong mắt Vạn Nộ Đào, người đàn ông cường tráng ấy đã biến thành cô ca sĩ trên sân khấu, đang nhìn hắn bằng ánh mắt đầy trìu mến. Vạn Nộ Đào ngẩn ngơ, bèn đi đến ngồi cạnh người đàn ông kia, ôm eo anh ta rồi cười hỏi, rốt cuộc em cũng đồng ý rồi. Người đàn ông cường tráng nọ vốn đang tìm mục tiêu, thấy Vạn Nộ Đào đột nhiên tiếp cận mình, vẻ ngoài cũng không tệ, quan trọng nhất là làn da rất đẹp, anh ta bèn cười rộ lên, vừa ôm eo hắn vừa thẳng thừng nói, chúng ta ra ngoài chơi nhé. Vạn Nộ Đào mở cờ trong bụng, vội đáp, được, ra ngoài chơi thôi. Thế là trong ánh mắt ngỡ ngàng của vệ sĩ, Vạn Nộ Đào và người đàn ông kia ôm eo nhau rời khỏi quán. Ngô Bình vẫy tay một cái, mấy người kia liền cuống cuồng chạy sang. Diệp Huyền kinh ngạc vô cùng. Ôi trời, tiền bối đỉnh quá, tiền bối đã dùng chiêu gì mà khiến hắn thích đàn ông ngay thế. Ngưu Đống Đống cười ha ha, vãi, kích thích quá, phải đi theo chụp mấy tấm ảnh mới được. Chương 298, tình cờ gặp ở quán bar. Diệp Huyền, Ngưu Đống Đống và Tô Vấn đuổi theo ra ngoài, còn Ngô Bình và Thiệu Tôn thì chờ trong quán bar. Thiệu Tôn tỏ vẻ khâm phục hỏi, anh Ngô, sao anh làm được thế? Ngô Bình đáp, đó là một trò ảo thuật, Vạn Nộ Đào đang ở trong cảnh ảo, người đàn ông vạm vỡ kia đã biến thành người đẹp trong mắt anh ta. Thiệu Tôn nuốt nước miếng, thần kỳ quá. Anh Ngô, có khả năng ấy rồi là anh có thể điều khiển được người khác đúng không? Ngô Bình nhìn anh ta, tôi là tông sư cảnh giới thần nên có thể giết người dễ dàng, nhưng anh đã thấy tôi giết người khắp nơi để chiếm đoạt tài sản chưa? Thiệu Tôn hiểu ra, tôi hiểu ý của anh Ngô rồi, dù ai có giỏi đến mấy cũng phải biết điểm dừng. Ngô Bình, đúng vậy, ví dụ như bà Giáp, bà ấy biết cổ thuật, nhưng có hại người tùy tiện đâu. Nếu bà ấy muốn ra tay với nhà họ Thiệu của anh thì tôi có xuất hiện cũng không ngăn cản được. Trong lúc hai người trò chuyện, Ngô Bình chợt nhìn thấy một cô gái tóc ngắn đang ngồi uống rượu một mình trên quầy, mấy người đàn ông lại gần bắt chuyện nhưng đều bị cô ấy từ chối. Ngô Bình chỉ nhìn được góc mặt nghiêng cùng dáng người hoàn hảo của cô ấy, nhưng khi nhìn chính diện thì anh ngẩn ra ngay, đây là Nhậm San San mà, cô ấy cũng đến quán ba uống rượu ư. Anh nói với Tôn Thiệu, tôi ra đây một lát. Tôn Thiệu cười nói, anh Ngô, tôi biết cô ấy, khuyên anh đừng qua đó mà làm gì. Ngô Bình mỉm cười. Không thử thì sao biết được. Anh cầm ly rượu lên rồi đi tới ngồi xuống cạnh Nhậm San San, cô ấy nhướng mày định bỏ đi, nhưng khi nhìn thấy là Ngô Bình thì không khỏi ngạc nhiên, là anh à. Ngô Bình, tôi không được đến đây à. Nhậm San San quay mặt đi, nhấp một ngụm rượu rồi nói, đại thần y cũng đến quán ba đàn đúng ư. Ngô Bình, thi thoảng thôi, nay tôi đến tìm người. Nhậm San San chợt thở dài một hơi. Ngô Bình, cô gặp chuyện gì à? Biết rồi còn hỏi, cô ấy lạnh giọng nói, tôi đến tìm đàn ông, nhưng tìm 7 ngày rồi mà vẫn chưa ưng ai. Ngô Bình ngạc nhiên, trời đất, tôi bảo cô đi tìm đàn ông thì cô tìm theo cách này à? Nhậm San San bực mình nói, không tìm kiểu này thì tìm kiểu gì? Ngô Bình chịu thua, anh thở dài rồi chỉ về phía Thiệu Tôn ở gần đó, người kia thế nào, vừa đẹp trai vừa giàu có.
Nhậm San San liếc nhìn rồi tỏ vẻ chê bôi, cậu lớn nhà họ Thiệu, tôi chẳng ưa. Ngô Bình cười trừ, nếu đến Thiệu Tôn mà cô còn chê thì cô tìm bạn trai hơi bị khó đấy. Nhậm San San hừ một tiếng, tôi có yêu cầu cao đâu. Ngô Bình nổi hứng, cô thử nói cho tôi nghe mẫu bạn trai lý tưởng của cô đi. Nhậm San San, khiến tôi không ghét là được. Ngô Bình liếc nhìn cả đống đàn ông trong quán rồi nói, bao nhiêu người thế này mà cô không ưng nổi ai à? Có một người, Nhậm San San liếc nhìn Ngô Bình, tôi thấy anh rất được, hay anh làm bạn trai tôi đi. Ngô Bình cười lạnh, cô nghĩ hay quá nhỉ, tôi có bạn gái rồi. Nhậm San San cũng cười lạnh, thật ra tôi thấy anh là chướng mắt nhất đấy, cho nên anh đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ đùa thôi. Ngô Bình, cô đùa làm tôi sợ hết hồn đấy, à sao cô lại đến Vân Kinh? Nhậm San San, công ty ở Vân Kinh gặp chút trục trặc. Cần tôi giúp gì không? Nhậm San San không nhịn được chế giễu anh, chuyện liên quan đến phong thủy, anh có giúp được không? Ngô Bình không hề giận dữ, cô thử nói đi xem nào. Nhậm San San, nhà tôi có một nhà máy điện tử, một tháng trở lại đây đã có 3 người tự sát ở đó rồi. Giờ mọi người đang truyền nhau là nhà máy có ma, nhiều người sợ nên thi nhau xin nghỉ. Ngô Bình nói, nếu liên tục có người chết thì đúng là bất thường, cô đã điều tra chưa? Nhậm San San, rồi, 3 người thiệt mạng kia đều có xu hướng bị trầm cảm, nhưng trước khi chết không có biểu hiện gì. Bố tôi còn mời thầy phong thủy đến mà cũng không ăn thua. Ngô Bình nói, tôi cũng biết một chút về phong thủy đấy, cô trả tiền đi rồi tôi đến xem cho. Nhậm San San ngạc nhiên, anh biết về phong thủy ư? Ngô Bình, ừ, không dám nhận là cao siêu, chứ chắc chắn hơn thầy phong thủy mà bố cô mời. Nhậm San San hừ nói, được rồi, chỉ cần anh giải quyết được vấn đề này cho tôi thì tôi trả anh 10 triệu. 10 triệu cũng không ít, Ngô Bình vui vẻ đồng ý ngay, được, mai tôi sẽ đến. Lúc này, Diệp Huyền, Tô Vấn và Ngưu Đống Đống đã quay lại, ai nấy đều có vẻ kỳ cục. Ngô Bình nói với Nhậm San San, tôi có việc rồi, không ngồi với cô nữa, mai gặp. Anh đi về chỗ cũ rồi hỏi, sao rồi? Diệp Huyền nín cười nói, má ơi, quá kích thích, hai người họ lên xe cái là vào việc ngay, xe rung lắc mạnh khiếp luôn. Nói rồi, anh ta lấy điện thoại ra rồi mở đoạn clip cho Ngô Bình xem. Anh nhìn qua một chút rồi bảo Diệp Huyền tắt đi, các anh em đã hả giận chưa? Thiệu Tôn dựng ngón tay cái, rồi, quá đã luôn, Tiểu Ất kiểu gì cũng cười bể bụng. Lúc này, mấy cậu ấm ở đây đều rất phục Ngô Bình. Ngô Bình nhìn đồng hồ rồi nói, thôi mọi người chơi tiếp đi, tôi về trước đây. Diệp Huyền vội nói, đừng về vội tiền bối, Tiểu Tôn đã gọi một nhóm các em xinh tươi đến nhà, mình chiêm ngưỡng tí đã. Ngô Bình, thôi, tôi bận rồi. Diệp Huyền đành bó tay rồi tiễn Ngô Bình ra xe. Vì đã uống rượu nên Ngô Bình định bắt taxi, khi anh đang chờ xe thì Nhậm San San đi tới nói, đi cùng tôi không, cô ấy vẫy tay, một chiếc xe đã đi tới. Một người tài xế đi xuống mở cửa xe, Ngô Bình không khách sáo mà ngồi lên ghế sau cùng Nhậm San San luôn. Chiếc xe lăn bánh, Nhậm San San châm một điếu thuốc rồi hỏi, anh ở đâu? Ngô Bình, Sơn Trang Thái Khang. Nhậm San San hỏi, còn phòng trống không? Ngô Bình cảnh giác, cô hỏi làm gì? Nhậm San San, tôi không muốn ở khách sạn, đến nhà anh ở vài ngày nhé. Ngô Bình nói ngay, không tiện đâu, có bạn gái tôi ở đấy. Nhậm San San cau mày, bạn gái anh ở đây thì làm sao, tôi có định cướp bạn trai của cô ấy đâu. Ngô Bình rất kiên quyết, không được, nếu cô không có chỗ ở thì đến Sơn Trang Vân Đỉnh ấy. Nhậm San San hừ lạnh nói, thôi, thế tôi về khách sạn cho xong. Chiếc xe đi tới Sơn Trang Thái Khang, Ngô Bình đi xuống rồi nói cảm ơn. Nhậm San San, mai tôi sẽ đến đón anh, dứt lời, cô ấy ra hiệu cho tài xế lái xe đi luôn. Sau khi chiếc xe đi xa, Ngô Bình cũng chưa về nhà. Hôm nay, Đào Như Tuyết không đến, nhà cửa trống không, anh vừa hay có thời gian để tu luyện nhĩ thức. Nhĩ thức có thể nghe thấy âm thanh từ phía xa. Vì có ý thức và nhãn thức rồi nên lần tu luyện này của anh rất suôn sẻ, khi trời sáng thì anh đã luyện thành. Có nhĩ thức rồi, Ngô Bình có thể nghe xa 10 mất mét, dù là tiếng động rất nhỏ. Thính lực của người bình thường chỉ có thể nghe được âm thanh có tần số nhất định, còn anh thì khác, anh có thể nghe được mọi tần số. Đương nhiên, việc này cũng khá phiền, vì thế anh không thể tùy tiện khởi động nhĩ thức, không thì sẽ không thể chịu nổi nhiều tiếng ồn. Luyện thành nhĩ thức xong, Ngô Bình thấy khá vui. Anh ăn sáng xong thì chờ Nhậm San San đã tới đón. Nhưng anh chờ mãi mà không thấy cô ấy đâu.
Bực mình, Ngô Bình lái xe đến công trường. Chương 299, vụ án ở núi Tiên Hạc. Lâu rồi không tới, ngôi biệt thự của Ngô Bình ở Vịnh Bạch Long đã xây xong, đang tiến hành nốt những bước cuối cùng. Xung quanh cũng đã xây xong vài căn nhà rồi, hình dạng vốn có của dự án cũng dần hiện ra. Anh đi vào biệt thự để tiểu thần hút linh khí ở đó, còn mình thì tu luyện cách hít thở. Vèo cái đã 3 tiếng trôi qua, Ngô Bình đang thấy đói thì Lý Kim Tượng gọi tới. Phó đường chủ Ngô, Lệ Cửu U đã nhận tội rồi, cậu lập công lớn rồi đấy. Ngô Bình, sao Lệ Cửu U muốn bày bố trận quỷ mẹ con ở đấy? Lý Kim Tượng, lão ta định mượn trận pháp đó để luyện chế đèn quỷ mẹ con, đó là một món tà khí rất đáng sợ. Ai dè lại bị cậu phá hỏng kế hoạch, mất toi luôn bao năm tâm huyết của lão. Hừ, Lệ Cửu U này bị vậy cũng đáng đời, Ngô Bình cười lạnh. Lý Kim Tượng, à, Lệ Cửu U ngày xưa đã giết nhiều người nên những người hận lão ta kể không hết. Sau khi biết lão ta bị xử tử hình, không ít người rất mừng, họ còn muốn gặp cậu. Ngô Bình, gặp tôi làm gì, nhớ thưởng cho tôi là được rồi. Tiền thưởng cho người bắt được các tội phạm truy nã cấp S rất cao, nhiều người còn giàu lên nhờ làm công việc này. Lý Kim Tượng, cậu yên tâm, tiền thưởng của cậu cả mấy chục triệu đấy, người dân cũng góp tiền thưởng cho cậu cả 100 triệu kìa, phen này giàu to rồi. Ngô Bình kinh ngạc, nhiều thế cơ ạ. Lý Kim Tượng, rất nhiều muốn Lệ Cửu U chết, nhưng để bảo vệ cậu nên bọn tôi không công khai thân phận của cậu đâu. Ngô Bình gật đầu, thấy như vậy là tốt nhất rồi nói, nhiều tiền thế là ổn rồi. Lý Kim Tượng, phó đường chủ Ngô, còn một chuyện này nữa, cậu phải về huyện Minh Dương ngay. Ngô Bình, ở đó có chuyện gì thế? Lý Kim Tượng, hôm nay, có rất nhiều cao thủ tập trung về huyện Minh Dương, các cao thủ tà đạo lợi dụng cơ hội đó để làm loạn, không ít người dân bỏ mạng rồi. Ngô Bình cau mày, lũ khốn này, không thể biết điều một chút được sao? Lý Kim Tượng cũng thở dài, chịu thôi, cao thủ giang hồ nổi lên lấp lấp. Ngô Bình ngẫm nghĩ, được rồi, hôm nay tôi sẽ về luôn. Ngắt máy xong, anh gọi cho Đường Tử Di và Đào Như Tuyết để thông báo, sau đó lái xe lên đường cao tốc. 2 tiếng sau, anh đã có mặt ở huyện Minh Dương, anh vừa vào nhà thì nhận được điện thoại của Nhậm San San, thần y Ngô, chuyện ở nhà máy của tôi giải quyết xong rồi, không phiền đến anh nữa. Ngô Bình nói, thế hả? Mời được cao thủ rồi à? Nhậm San San, bố tôi đã mời được một đại sư ở Loan Đảo, ông ấy đã tìm ra nguồn cơn của sự việc rồi. Ngô Bình cũng không hỏi kỹ nữa, vậy thì chúc mừng cô. Nhậm San San, anh không muốn biết người đó là ai à? Không, Ngô Bình nói xong thì ngắt máy luôn. Mấy hôm Ngô Bình không về nhà, giờ chỉ có ông bà ngoại anh ở đây, còn Trương Lệ và Ngô Mi đang vi vu trên tỉnh. Ăn tối với ông bà xong, Ngô Bình đã đến nhà cũ kiểm tra. Căn nhà cũ của anh đã xây xong, vài hôm nữa đổ mái và tiến hành nốt các công đoạn cuối cùng là xong. Anh quan sát thấy rất hài lòng, sau đó đã đến địa điểm làm của đội sấm sét. Cả 3 thành viên đều đang ở đây, mấy ngày qua họ bận túi bụi, vì có nhiều nhân vật giang hồ lui tới núi Tiên Hạc, tiếp đến lại có nhiều vụ án mạng xảy ra, làm họ vắt chân lên cổ mà chạy cũng không kịp. Thấy Ngô Bình về, cả 3 đều như chút được gánh nặng. Tống Tiểu Lang nói, đội trưởng, chúng tôi vừa nhận được một vụ án, đang định đi xem đây. Ngô Bình, án gì thế? Có 4 người chết ở khu du lịch nông nghiệp gần núi Tiên Hạc, cảnh sát khu vực đã đến đó rồi. Ngô Bình gật đầu, xuất phát thôi. 4 người lên xe rồi đi tới khu du lịch nông nghiệp, khu này nằm trên con đường duy nhất dẫn lên núi, rộng hơn 10 mẫu, chủ yếu bán đồ ăn và các món dân dã thôn quê, việc kinh doanh cũng khá tốt. Khi họ tới nơi thì người của đội cảnh sát huyện đang kiểm tra hiện trường, ông bà chủ của nơi này cũng đang được tra hỏi. Chu Nhược Tuyết và Hà Tất Sĩ cũng có mặt ở đây, Hà Tất Sĩ đã được thăng chức lên làm đại đội trưởng, còn Chu Nhược Tuyết cũng được thăng hàm vị. Trông thấy Ngô Bình, Hà Tất Sĩ vội đi tới, đội trưởng Ngô, cậu đến rồi à? Ngô Bình gật đầu, ông Hà, có phát hiện gì chưa? Hà Tất Sĩ nói, Nhược Tuyết, em nói đi. Chu Nhược Tuyết, 4 người này chết rất kỳ quái, họ đều bị ngạt thở, nhưng gần đây không có sông ngòi, trên người họ cũng không có dấu vết bị hành hung. Chúng tôi đã hỏi ông bà chủ của khu du lịch thì họ nói 4 người này trưa nay vẫn ăn uống vui chơi bình thường. Họ ngồi ăn đến 5 giờ chiều thì chợt bất động, ông chủ thấy lạ nên đến đẩy người họ thì tất cả đều ngã xuống đất, bấy giờ ông ấy mới biết là họ đã chết. Ông chủ sợ quá nên báo cảnh sát ngay, 20 phút sau chúng tôi đã có mặt ở hiện trường ngay rồi.
Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói, dẫn tôi tới xem hiện trường. Hiện trường ở dưới giàn nho, hiện có bốn người đang nằm trước một cái bàn, vẻ mặt họ bình yên như chỉ đang ngủ say giấc. Ngô Bình liếc nhìn rồi biến sắc mặt nói, không cần điều tra nữa. Chu Nhược Tuyết hỏi, Ngô Bình, anh có phát hiện gì ư? Ngô Bình, họ đã trúng tà thuật, ý thức bị thao túng nên tự nhịn thở đến chết. Chu Nhược Tuyết cả kinh, không thể nào, tự nhịn thở thì sao mà chịu được. Ngô Bình, nếu đã trúng tà thuật thì không gì là không thể. Ngô Bình ngập ngừng một lát rồi nói tiếp, giờ chúng tôi sẽ tiếp quản vụ này, mọi người về đi. Chu Nhược Tuyết bĩu môi, đội trưởng Ngô, anh không cần chúng tôi giúp nữa à? Ngô Bình lắc đầu, hung thủ là cao thủ cảnh giới thần thức, mọi người không có tu vi thì sẽ dễ bị thương. Nghe lệnh của tôi rồi lập tức rời khỏi đây. Hà Tất Sĩ đã trải đời nhiều nên đồng ý ngay, vâng, tôi giải tán anh em luôn đây. Chu Nhược Tuyết vẫn đứng im tại chỗ, sau đó thoáng do dự rồi nói, Ngô Bình, tôi ở lại được không? Anh yên tâm, tôi không chạy lung tung đâu, tôi chỉ lái xe giúp mọi người thôi. Ngô Bình nhìn cô ấy rồi nói, được rồi, cô nhớ không được đi linh tinh đâu đấy. Chu Nhược Tuyết mừng rỡ rồi nói, tôi biết rồi. Đúng lúc này, một chiếc xe đã lái tới gần Ngô Bình, có mấy người bước xuống, đi đầu là một người thanh niên khoảng 30 tuổi, đi sau anh ta còn bốn người nữa. Người thanh niên mặc áo khoác bò, miệng nhai kẹo cao su, đầu tóc bóng lộn. Anh ta đi tới hiện trường rồi giơ chứng nhận ra, Thiên Long nhận án, tất cả về hết đi. Ngô Bình cau mày, còn Tống Tiểu Lương đã lạnh giọng nói, Thiên Long. Núi Tiên Hạc thuộc phạm vi quản lý của thần võ ti rồi, các người đến nhầm chỗ rồi hả? Một người đàn ông cao lớn đứng sau người thanh niên bước ra, người này phải cao hơn 2 mét, da đen như than, gã lạnh lùng nói, đội trưởng bảo các người đi về thì nên nghe lời, không thì sẽ phải nếm thử quyền cước của tôi đấy. Quỳnh. Người đàn ông cao lớn vừa nói dứt câu thì đã có người tung một cú đá như trời giáng đá bay gã. Một người nặng hơn 100 cân mà bị đá đi xa mười mấy mét, đến nỗi còn đụng gãy cả giàn nho, làm nho rơi hết xuống mặt gã. Chương 300, đội sét đánh. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, còn người thanh niên thì nổi giận rồi lớn giọng mắng nhiếc Ngô Bình, cậu có biết tôi là ai không? Ngô Bình lạnh lùng đáp, là thằng Hâm. Người thanh niên tức suýt hộc máu. Anh ta bật cười nói, được, giỏi lắm. Các người cút ngay, Ngô Bình mất kiên nhẫn nói, đừng lấy Đoàn Long ra dọa tôi, không có tác dụng đâu. Nghe Ngô Bình nhắc đến Đoàn Long, người thanh niên ngẩn ra, sau đó quan sát anh rồi hỏi, cậu là ai? Ngô Bình, anh chưa đủ tư cách để biết, biến. Người thanh niên tức phát điên, nhưng người đánh đấm giỏi nhất trong đội của anh ta đã bị Ngô Bình hạ bằng một chiêu, nên anh ta không dám ra tay với Ngô Bình. Vì thế đành cắn răng rồi ra hiệu cho các nhóm người của mình lên xe rồi đen mặt bỏ đi. Chiếc xe vừa đi được một đoạn, người thanh niên đã gọi cho cấp trên, sếp, người của thần võ ti tại huyện Minh Dương là ai thế ạ? Cậu ta ngông nghênh quá, dám đánh người của em, cái gì? Là người tên Ngô Bình, đã cứu anh Long ạ. Người thanh niên hít vào một hơi lạnh, sau đó đạp mạnh chân phanh rồi nói, vâng, em sẽ đi xin lỗi ngay. Chiếc xe phóng nhanh quay lại. Người thanh niên nhảy xuống xe rồi ngập ngừng đi tới khom lưng trước mặt Ngô Bình, đội trưởng Ngô, tôi xin lỗi. Ban nãy là tôi thất lễ. Ngô Bình liếc nhìn anh ta, sao, biết tôi là ai rồi à? Vâng, tôi biết rồi. Tôi là Tiêu Hà, tổ trưởng của đội sét đánh thuộc Thiên Long. Tiêu Hà tự giới thiệu, tôi nhận lệnh đến hỗ trợ tổ chuyên án ở đây. Không phải Tiêu Hà thiếu khí phách, mà là không dám động tới Ngô Bình. Đoàn Long là một vị thần của Thiên Long, được gọi là Anh Long. Sao anh ta dám động tới người đã cứu Đoàn Long được? Ngô Bình gật đầu, giờ mới giống nói tiếng người này, các anh đến cũng tốt, chúng tôi cũng đang thiếu người. Tiêu Hà vội nói, đội trưởng Ngô cứ giao việc, chúng tôi sẽ làm theo ngay. Thiên Long và thần võ ti không thuộc một tổ chức, họ không cần thiết phải nghe lệnh Ngô Bình, nhưng vì Ngô Bình từng cứu Đoàn Long nên anh ta mới lấy lòng anh thôi. Ngô Bình hỏi, chắc các người cũng biết tình hình ở đây rồi. Nhiều người trong giới giang hồ tập trung một chỗ thì kiểu gì cũng xảy ra chuyện. Giờ chúng tôi đang điều tra một vụ án, có bốn người chết vì tà thuật. Tà thuật, Tiêu Hà ngạc nhiên, anh ta cũng là người tu hành nên biết phải là cao thủ cảnh giới thần thức mới có thể thi triển tà thuật, nhưng với thực lực hiện giờ thì anh ta không thể đối phó được. Ngô Bình, hung thủ ít cũng là cao thủ cảnh giới thần thức rồi, hơn nữa có thể còn ở gần đây, các anh mau điều tra thân phận của nạn nhân đi. Vâng. Tiêu Hà đi đến gần thi thể nạn nhân rồi chụp ảnh gửi đi. Vài phút sau, anh ta đã nhận được hồi âm,
sau đó đưa máy tính bảng cho Ngô Bình rồi nói, đội trưởng Ngô, đã tra ra được rồi, bốn người NA đều họ Mã, là người của nhà họ Mã ở Tây Bắc. Ngô Bình, nhà họ Mã ở Tây Bắc ư? Tiêu Hà, đây là một gia tộc tu hành rất mạnh, từng độc chiếm một phương vào thời quân phiệt. Tôi nhớ nhà họ có một món bảo bối là bàn thiên cơ, nó có thể phong tỏa những nơi như tiên phủ, tôi nghi hung thủ ra tay với họ để cướp bảo vật. Ngô Bình hiểu ra, ra là giết người cướp của. Tiêu Hà, đội trưởng Ngô, tôi nhận được tin người của đường môn cũng đã đến, hơn nữa còn rất đông, tôi sợ đây là trò ám sát do họ gây ra. Ngô Bình xua tay, chưa có chứng cứ thì không thể đoán bừa được. Anh vẫy tay gọi ông chủ rồi hỏi, ông chủ, lúc đó có bao nhiêu khách? Ông chủ là một người đàn ông thô kệch ngoài 40 tuổi, da đen, râu ria xồm xoàm, ông ấy suy nghĩ rồi nói, ngoài bàn của người chết ra thì còn mấy bàn nữa, nhưng họ ăn xong thì đi luôn, chỉ còn một người ngồi ở bàn bên cạnh. Người đó trông như thế nào? Bà chủ đáp, ngoài 50, đầu chọc, mắt to tròn, tái trái thiếu mất một nửa, đeo bịt tai bằng da màu đen. Tiêu Hà nghe xong thì ngẩn ra, anh ta ngẫm nghĩ rồi chuột hoảng hốt nói, là tinh lý quyển của Tang Môn. Ngô Bình suy nghĩ rồi nói, những đặc điểm này khá giống với ông ta, nhưng anh nghĩ ông ta có dễ để lộ thân phận thế không? Ngô Bình nghệt mặt ra, ý của cậu là người đó cố tình ngụy trang. Ngô Bình nhìn ông chủ rồi nói, nếu đúng là tinh lý quyển thì ông ta không để lại nhân chứng sống thế này đâu. Ngập ngừng một lát, Ngô Bình nói tiếp, nhất định hung thủ am hiểu thuật cải trang, chúng ta có thể điều tra từ đây. Tiêu Hà gãi đầu, trong giang hồ có nhiều cao thủ biết thuật dịch dung lắm, chỉ e. Vừa biết thuật dịch dung, vừa là cao thủ cảnh giới thần thức, Ngô Bình nói. Tiêu Hà gật đầu, nếu thì phạm vi điều tra được thu hẹp lại rồi, chắc chưa tới 5 người. Ngô Bình lắc đầu, khỏi đoán giả đoán non nữa, bắt luôn đi. Ngô Bình hỏi ông chủ, người đó rời đi khi nào? Đi về đâu? Ông chủ, ông ta trả tiền xong thì đi, ra cửa rẽ trái rồi xuống núi. Ngô Bình gật đầu rồi nói với Tiêu Hà, hung thủ chưa xuống núi đâu. Chắc chắn vẫn đang lởn vởn gần đây. Tiêu Hà, đội trưởng Ngô, thế giờ chúng ta làm gì? Tìm quanh núi à? Ngô Bình hỏi, bàn tiên cơ trông như thế nào? Tiêu Hà, tôi chỉ nhìn qua ảnh thôi, trông như cái là bàn ý, to cỡ bàn tay và màu đen, bên trên có các ô vuông và thần chú màu trắng đỏ. Ngô Bình gật đầu, đi thôi, chúng ta đi lên núi tìm người. Anh dẫn mọi người đi lên núi, nửa tiếng sau, mọi người đã lên đến đỉnh. Có một tảng đá to ở đây, họ tìm hết mọi chỗ rồi ngồi xuống nghỉ ngơi. Lúc này, trời đã tối, ngoài tiếng gió ra thì còn không âm thanh nào khác. Ngô Bình ra hiệu cho mọi người im lặng, sau đó anh nhắm mắt lại rồi dùng nhĩ thức dò tìm âm thanh. Trong đêm tối tịch mịch, anh có thể nghe thấy tiếng bước chân cách xa vài cây số, hay tiếng hít thở trong phạm vi một cây. Anh vừa tập trung tinh thần thì đã nghe thấy tiếng bước chân ở một chỗ cách họ khoảng 2.000 bước. Ngô Bình đứng bật dậy rồi chạy nhanh về phía đó. Anh chạy được khoảng 1.000 mét thì dừng lại rồi nghe tiếp, lần này tiếng bước chân đã biến mất, anh đành dùng khả năng nhìn xuyên thấu để dò tìm người đó. Đêm tối, mắt anh có thể bắt được các tia hồng ngoại, chỉ cần là vật sống thì không thể thoát được. Chẳng mấy chốc, Ngô Bình đã nhìn thấy có người len lén đi xuống núi ở cách đó 700 mét. Người đó đang cõng một cái túi lớn trên lưng, bên trong cũng là một vật sống. Ngô Bình lập tức đuổi theo mục tiêu, sau đó anh đã đứng sẵn trên đoạn đường mà mục tiêu phải đi qua để chờ sẵn. Tiếng bước chân to dần, một phút sau một người đàn ông trung niên to béo đang cõng một cái túi trên lưng đã đi tới, ông ta bước đi thật khẽ, còn tránh được hết lá cây và bụi gai. Đột nhiên ông ta dừng bước rồi nhìn quanh, sau đó nhìn về phía cái cây mà Ngô Bình đang trốn, nói, không cần trốn nữa đâu. Ngô Bình bước ra, sau đó nhìn ông ta, nói, thần võ ti phá án. Mau khái bao họ tên và thân phận. Nghe thấy Ngô Bình nhắc đến võ thần ti, người đàn ông hừ lạnh nói, tôi lên núi hóng gió thôi mà. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 20.